Chương 11 Lâm Cửu Đạo Trưởng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tạm biệt Đỗ kiếm, bạch vũ âm thầm trầm tư Tiên nhân A vẫn là không nên quá sớm tiếp xúc Từ xuyên qua ngày đầu tiên là hắn biết thế giới này có tu tiên giả Thỉnh thoảng sẽ có các đại môn phái tu sĩ, giáng lâm ly quốc, chốt mở thu đồ Nhưng là bạch vũ thân là trường sinh giả, cũng không tính quá sớm tiếp xúc tu tiên giả tiên đạo hung hiểm trời mới biết gặp phải dạng gì nguy hiểm tiên đạo bên trong không nhận chưởng khống lực lượng nhiều lắm ngoài ý muốn nổi lên khả năng cũng lớn cho nên chỉ có tại thế gian góp nhặt đủ mạnh thực lực mới có thể bắt đầu tiếp xúc tiên đạo bạch vũ đối lão mặt nói ra lão mặt ngươi nhớ kỹ chúng ta trường sinh giả thứ nhất yếu nghĩa chính là vượt cấp tác chiến tối thiểu càng một cấp tốt nhất hai cấp nếu là càng một lớn cái cảnh giới thì tốt hơn. Tam phẩm võ giả càng nhị phẩm, nhị phẩm càng nhất phẩm, tông sư võ giả càng võ giả bình thường. Chờ ta tích lũy có thể so với trung cấp tu sĩ thực lực, liền đi thăm dò tiên đạo. Lão mặt ra vẻ kinh ngạc, uông vài tiếng. Ý là, kẻ này kinh khủng như vậy, vậy mà đã ngộ ra cẩu chi đại đạo chân lý. Nó làm bộ một trận nhe răng trận mắt, ngược lại là đem bạch vũ chọc cười. Một người một chó cãi nhau ầm ĩ. Trên đường trở về, Bạch Vũ nhưng lại lâm vào buồn rầu bên trong. Không khác, tiền tài không đủ. Hắn trong thôn mang tới tiền tài, đã tốn không ít. Mỗi tháng tiền lương bất quá 100 văn. Cư gian thành rất khó, một bác hành thái mặt liền hai văn tiền. Ngược lại là có thể mình mua gạo lứt nấu cơm, nhưng là giá cả cũng không rẻ. Đào hoa thôn bên trong một cân gạo lứt một văn tiền, tại Giang Thành liền phải hoa ba văn. Bạch Vũ mỗi tháng tiền lương, liền đủ mấy chục cân gạo lứt. Tiền lương lỗ hổng lớn, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào kiếm chút ngoại khoái, tỉ như giống đổ kiếm loại này. Nghĩa trang công việc, thu nhập thêm thậm chí chiếm đầu to. Nhưng là phát của cải người chết, Bạch Vũ từ đầu đến cuối có chút không hạ thủ được. Mà lại, lấy Bạch Vũ vẫn như lão cậu tâm thái, cũng muốn chuẩn bị một bút tiền đặt cọc, để phòng xảy ra bất trắc sự cố bất quá muốn kiếm tiền không thể sốt ruột đến từng bước một tới sau đó thời gian bên trong bạch vũ ban ngày đưa tang ban đêm luyện võ thời gian bình thản mà phong phú một ngày này ban đêm bạch vũ tại trong sân nhỏ vung đao dưới ánh trăng đao bổ củi vung vẩy lưỡi đao như điện bạch vũ luyện đến hưng khởi khí sâu hai tay một đao chém ngang đao quang như điện một cây nắm đấm thô gỗ bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt vô cùng vuông vức. Hắn thở vào một ngụm trọc khí, trong đầu phản phất hiểu rõ thứ gì. Xem xét bản, đoạn hồn đao đã đột phá, tăng lên tới sơ khuy môn kính. Đoạn hồn đao nhập môn, thực lực đã có tăng lên không nhỏ. Bạch Vũ Hưng chi sở chí, lại luyện một chuyến ngũ hành quyền. Một chuyến quyền luyện xong, toàn thân thư sướng. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến một thanh âm tiểu bạch ngươi gần nhất thế nhưng là đột phá cảnh giới bạch vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy là lâm cửu đạo trưởng cửu thúc a mau mời tiến đến ngồi một chút ta gần nhất xác thực đột phá đến nhất phẩm luyện nhục cảnh đây chính là bạch vũ kế hoạch bước đầu tiên trước hơi lộ ra thực lực của mình nhất phẩm võ giả thân phận có thể để cho kiếm tiền biến cố đến đơn giản rất nhiều lâm cửu đạo trưởng đẩy cửa tiến đến tại một trương trên ghế trúc ngồi xuống bạch vũ thì là vội vàng cho hắn rót một ly trà lâm cửu nhàn nhạt gật đầu nói ra nhìn ra được tiểu bạch ngươi tập võ mười phần khắc khổ trách không được có thể đột phá cảnh giới bất quá a à, quyền pháp của ngươi có chút vấn đề bạch vũ lấy làm kinh hãi vội vàng nói cửu thúc ngươi phát hiện vấn đề gì lâm cửu nói ra ngươi luyện lần này quyền càng luyện khí huyết càng hao tổn. Bạch Vũ ra vẻ kinh hãi. Cửu thúc ngươi đây đều đã nhìn ra, ta xác thực càng luyện khí máu càng thua thiệt, không biết là nguyên nhân gì. Lâm Cửu nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Trong đó nguyên do nha, là bởi vì quyền pháp của ngươi, chỉ có đấu pháp, không có luyện pháp. Cũng may mà ngươi thiên phú dị bẩm, có thể bằng bộ quyền pháp này tiến vào luyện nhục cảnh. Hắn lời nói này đến không sai nếu như không phải Bạch Vũ có được tán thế lục, có thể thông qua đưa tan bổ sung khí huyết, hiện tại khả năng liền luyện thành người làm. Lâm Cửu Trịnh Trọng nói. Về sau, ngươi cũng không thể luyện nữa, luyện thêm xuống dưới sẽ giảm thọ. Khí huyết là võ giả gốc trễ, chỉ có khí huyết hùng hậu mới có thể cao hơn một bước. Càng luyện càng thua thiệt, không chỉ có tiếng dai vô vọng, còn hao tổn bản nguyên. Bạch Vũ cho Lâm Cửu thêm điểm trà, hỏi. Cửu thúc, nếu như ta muốn tiến thêm một bước không biết nên giải quyết như thế nào lâm cửu nói cũng là không phải là không có biện pháp đổi một môn công pháp liền tốt ta nhìn ngươi quyền pháp này ấn ngũ hành tương sinh chi thế cùng một môn gọi ngũ linh quyền quyền pháp giống nhau y hệt nếu như ngươi đạt được ngũ linh quyền đều có thể trực tiếp đổi công pháp bạch vũ ánh mắt sáng lên lại hỏi cửu thúc không biết nơi nào có thể thu hoạch được cái này ngũ linh quyền công pháp đâu lâm cửu nâng chung trà lên thổi thổi bình thường công pháp đều là tổng thể không ngoại truyện cho dù có võ quán nguyện ý dạy một năm học phí cũng không phỉ bất quá ngươi có thể đi trên chợ đen thử thời vận ngũ linh quyền là hoàng giai thượng phẩm công pháp coi như tại trên chợ đen khả năng cũng muốn mấy chục lượng bạc bạch vũ có chút bất đắc dĩ mấy chục lượng bạc a à? hắn đến 996 bao lâu mới có thể gom góp. Bất quá nhân cơ hội này, hắn ngược lại là có thể tìm lâm đạo trưởng hiểu rõ hơn một vài thứ. Cửu thúc, ngươi nâng lên hoàng giai thượng phẩm công pháp, không biết công pháp này là thế nào phân chia. Lâm cửu bật cười lớn, nói. Công pháp cũng tốt, võ kỹ cũng tốt, đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi nhất giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Công pháp phẩm chất càng cao, Tu luyện càng nhanh, cùng cảnh giới thực lực càng mạnh. Bạch Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, rèn sắt khi còn nóng hỏi. A, à, nguyên lai like là dạng này. Kia lại thỉnh giáo cửu thúc võ giả chúng ta, có thể chia làm cảnh giới gì? Lâm cửu trò chuyện tính đại phát, cùng Bạch Vũ nói. Này cũng cũng không phải bí mật gì, ta liền cùng ngươi nói lên nói chuyện. Theo ta được biết, võ giả có thể chia làm cân nhục cảnh, khí huyết cảnh thần biến cảnh cùng cương sát cảnh lại hướng lên còn có tiên thiên tông sư võ thần cùng võ thánh mỗi cái cảnh giới lại có thể chia làm ba cái tiểu cảnh giới tỉ như cân nhục cảnh chia làm nhất phẩm luyện nhục nhị phẩm đoán cân tam phẩm thối bì khí huyết cảnh có thể chia làm tứ phẩm thông mạch ngũ phẩm thối cốt lục phẩm tạng phủ đến tam phẩm trở lên liền muốn vận chuyển khí huyết cô động chân khí cho nên một thân khí huyết là quan trọng nhất Lâm Cửu đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài, nói ra: Tiểu Bạch a, có đôi khi có thể nhận rõ thực lực của mình, cũng là một chuyện tốt. Tại thu hoạch được mới quyền pháp trước đó, ngươi không thể luyện nữa, tổn thương khí huyết căng cơ, về sau muốn lại tiến bộ liền khó khăn. Đưa Tiễn Lâm Cửu đạo trưởng, Bạch Vũ nghĩ kiếm tiền tâm tình càng thêm bức thiết. Ăn uống ngủ nghỉ đòi tiền, đổi tốt hơn công pháp vẫn là phải tiền một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán a à? về sau mấy ngày bạch vũ không có hành động thiếu suy nghĩ vẫn như cũ chế trụ kiếm tiền xúc động chậm rãi dung nhập nghĩa trang ngược lại là mãn tử biết bạch vũ người mang võ công về sau càng thêm ấy nấy ta cái này làm kêu cái gì sự tình tiểu bạch người mang võ công không cùng ta so đo tốt bao nhiêu người a à? hắn một lần nữa hung hăng cho mình một bàn tay ta thật đáng chết a à? liền ngay cả thường thường đến một chuyến khuyết đức ngô cũng đối bạch vũ nhiều hơn mấy phần coi trọng thường ngày hắn luôn luôn thích móc ra một văn tiền để người khác cho hắn mua thịt mua trà một văn tiền tự nhiên mua không được cái gì thịt thiếu tiền tự nhiên đến bọn tạp dịch mình bổ sung bạch vũ đột phá nhất phẩm luyện nhục về sau khuyết đức ngô không còn có như thế sai sử bạch vũ rất nhanh bạch vũ đến nghĩa trang đã hơn một tháng ngày này chính là phát tiền lương thời gian khuyết đức ngô cho chu thông bọn người phát 100 văn tiền công. Bạch Vũ vốn dĩ cho rằng mình cũng có 100, kết quả khuyết đức ngô con mắt đảo một vòng. Mới tới đầu nửa năm ép một nửa tiền lương, đây là người 50 văn. Bạch Vũ trong lòng chợt lạnh. Thiếu tiền càng phát ra nghiêm trọng. Khuyết đức ngô vỗ vỗ chu thông bả vai, cổ vũ đám người. Mọi người tốt tốt làm, làm xong sang năm lại cho các ngươi tiền tẩu tử chỉ cần các ngươi đủ cố gắng ta liền có thể thay đổi mới tọa kỵ bạch vũ một mặt im lặng quả nhiên chỉ có lấy sai tên không có để cho sai ngoại hiệu khuyết đức ngô thật sự là thất đức mang bốc khói chờ khuyết đức ngô đi mãn tử hung hăng gắt một cái phi thứ gì ta nếu là thành giang hồ đại hiệp cái thứ nhất muốn hắn mạng chó bạch vũ bất đắc dĩ cười nói bất kể nói thế nào tiền lương tới tay có thể ăn một bữa tốt. Chu Thông lắc đầu nói. Tới tay. Tiểu Bạch ngươi quá ngây thơ rồi, tới tay, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn tới tay đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thô hào thanh âm. Nghĩa Trang, tháng này phí bảo hộ nên giao. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 12 Hắc Lan Bang Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghĩa Trang, ra giao phí bảo hộ một tiếng thô lỗ hét to từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó một cái mặt mọc đầy râu độc nhãn nam tử nhanh chân bước vào nghĩa trang bên trong phía sau hắn một đống người tiền hô hậu ủng bạch vũ hai mắt nhíu lại dự cảm đến sự tình cũng không đơn giản cái này độc nhãn nam tử toàn thân khí huyết bành trướng làn da giống giấy vàng hiện ra từng tia từng tia huỳnh quang khí tráng như trâu da như giấy vàng tam phẩm thối bị cảnh Bạch Vũ chính kinh ngạc ở giữa, một bên Chu Thông vội vàng nên đón, chất lên khuôn mặt tươi cười. Tả nhị gia ngài làm sao đích thân đến, cái này phí bảo hộ chúng ta đưa cho ngài quá khứ là được. Độc nhãn nam tử đẩy ra Chu Thông. Đừng mẹ nó lôi kéo làm quen, mỗi người 50 văn, một văn không thể thiếu. Chu Thông cười hì hì nói ra. Nhìn ngài nói, thiếu đi ai, cũng không dám ít ngài hắc lan ban phần tử tiền A. Hắn không dám có nửa điểm bất mãn, đưa lên 50 văn tiền. Mãn tử cùng trương lão đầu, cũng là không trên một tiếng, giao 50 văn. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ đều lăng thần, con mẹ nó cũng quá hung ác đi. Hắn tổng cộng liền đến tay 50 văn, cũng còn không có che nóng, liền phải giao ra. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Có thể nhẫn nại không thấy nhẫn nhục vậy. Bạch Vũ có thể nuông chiều hắn sao? Hắn vừa phát tiền lương. Bạch Vũ tức sùi bọt mép, tại chỗ liền. Giao 50 văn tiền. Có câu nói là, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước đào nhân tổ mộ phần. Chúng ta trường sinh giả, không tranh cái này nhất thời được mất. Hát lan ban nghe xong chính là cái không dễ chọc ban phái. Một cái lấy tiền đầu mục đều là tam phẩm võ giả, trong ban khẳng định còn có càng mạnh võ giả. Vì 50 văn tiền Đối kháng một cái đại bang phái Không đáng Đây cũng không phải là sợ Từ tâm mà thôi Ta là trường sinh giả Không vội Luôn có chịu chết bọn hắn một ngày Chờ mạnh lên Những này đều muốn trả lại Tiền thể thu ức điểm điểm lợi tức Hắn đã bắt đầu cân nhắc học một môn trọng mộ đổ đấu kỹ thuật Tả nhị gia gặp bạch vũ thống khoái như vậy Ngược lại là cười nói Tính ngươi thức thời thường ngày luôn có chút người mới đầu não không thanh tĩnh. Tiểu tử, ngươi nếu là thiếu tiền có thể tới tìm chúng ta mượn tiền, chúng ta hắc lang ban từ trước đến nay già trẻ không gạt, chính ra 13 về. Bạch Vũ cười nói. Không dám làm phiền nhị gia, ta chỗ này còn có chút gạo lứt, có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tả nhị gia cũng không thèm để ý, mang theo thủ hạ quay người rời đi. Người mới vào thành, nào có tốt như vậy an cư, sớm muộn muốn tìm bọn hắn vay tiền. Bạch Vũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cho cái này tả nhị gia nhớ một bút. Nếu như hắn không phải tại đào hoa thôn tích lũy 20 năm, trong tay có chút bạc, mà là tùy tiện vào thành, tiền tới tay lại giao phí bảo hộ. Lúc này cũng chỉ có thể làm cho đi tìm hắc lan ban mượn vay nặng lãi. Sau đó chính là bị bóc lột đến tận xương tủy, nghiền ép đến chết, tự như trước đó đưa tan dương vĩ đồng dạng cái này hắc lang bang cùng tả nhị gia, không có một cái tốt. Bên ngoài nghĩa trang, tả nhị gia tiền hô hậu ủng, chỗ đến không người dám cản, nhau nhau đưa trước phí bảo hộ. Mãn tử không khỏi cảm thán nói. Tả nhị gia dạng này, thật sự là một phương hào kiệt, võ nghệ cao cường, ai không tán. Mà lại nghe nói a, à, tả nhị gia đặc biệt giảng nghĩa khí, đặc biệt giảng hiếu đạo. Hắn tuổi trẻ lúc, lão nương trên chân bị bệnh cấp tính, muốn người mắt làm kiếp nổ, hắn tại chỗ liền đào ra một con mắt cho lão nương hạ dược. Mãn tử lời này, lại đưa tới trương lão đầu trào phúng. Ngươi hiểu cái câu tám, tả lão nhị chuyện ma quỷ, cũng liền lừa gạt một chút các ngươi những này hậu sinh con non. Bình thường giết người phóng hỏa, quay đầu khoát tắm da người, thổi cái gì giảng nghĩa khí giảng hiếu đạo, các ngươi liền cho rằng hắn là thứ tốt gì. Lăng lộn giang hồ nào có người tốt a? À? mãn tử lập tức liền cấp nhãn. Trương lão đầu ngươi cùng ta đòn khiên đúng không? Tả nhị gia xấu về xấu, hắn hiếu đạo luôn luôn không sai, móc mắt con ngươi cho lão nương làm thuốc, ngươi làm ra được sao? Trương lão đầu ngày thường không nói nhiều, kéo xong thi thể liền ông hồ lô rượu uống đến say khước. Hôm nay lại là mở ra máy hát. Ngươi hiểu cái câu tám, cái kia con mắt, là trong đêm trộm người ta gà bị mổ mù. Mẹ của hắn cái chân kia, là tả lão nhị mình khinh suất đánh gãy. Lúc tuổi còn trẻ đánh cha chửi mẹ, về sau kiếm ra một chút thành tựu, bừng lên hiếu đạo cho mình che giấu thôi. Cái nào hỗn hắc không thổi mình trượng nghĩa hiếu thuận rồi. Hiếu đạo, thật mẹ nhà hắn hiếu đạo sẽ làm lưu manh. Mãn tử trẻ tuổi nóng tính, từ trước đến nay có cái mộng giang hồ, đối tả nhị gia loại này giang hồ hào khách đặc biệt sùng bái. Trương lão đầu một phen, cơ hồ đâm trách hắn mộng giang hồ hắn lập tức nộ khí trùng thiên. Trương lão đầu, con mẹ nó ngươi vũ nhục tả nhị gia, lão tử giết chết ngươi. Trương lão đầu ực một hớp rượu, không có nửa điểm sợ hãi. Tiểu tử, có bản lĩnh liền giết chết ta, lão trương ta cùng người khác đùa nghịch hoành thời điểm, ngươi còn tại mặt tả đâu. Mãn tử càng phát ra phẫn nộ. Con mẹ nó chứ liền giết chết ngươi, ngươi biết mãn tử mãn là thế nào tới sao? Hắn nói liền muốn động thủ. Bạch Vũ thấy thế, vội vàng ngăn lại Mãn Tử. Mãn ca, được rồi, được rồi. Chu Thông cũng vội vàng ngăn tại hai người trước người. Trương Bá người bớt tranh cãi, miễn cho tổn thương hòa khí. Mãn Tử lúc đầu không phục, ý vào một thân mang lực muốn tránh ra. Lại phát hiện Bạch Vũ cánh tay giống như là sắt, gắt gao ngăn lại hắn đến eo, để hắn không tránh thoát. Mà lại Bạch Vũ một lần phát lực, cơ hồ là trực tiếp đẩy Mãn Tử tiến vào phòng trong tại bạch vũ theo lý cố gắng phía dưới mãn tử cuối cùng tỉnh táo lại hừ trương lão đầu chính là nhận không ra người tốt phía sau loạn tước đầu lưỡi rễ bạch vũ dở khóc dở cười tả lão nhị loại kia hành vi tại lam tinh gọi là lập nhân thiết nhà ta ca ca cỡ nào cố gắng cỡ nào sủng phấn rất nhiều người không cẩn thận vẫn thật là mắc lừa bạch vũ nhìn mãn tử tỉnh táo lại cũng trở về đến tiểu viện nghỉ ngơi hắn tính một cái, từ đào hoa thôn mang tới tiền tài, chỉ còn mấy trăm văn. Một người một chó ăn uống ngủ nghỉ, tiền lương một văn đều không đến được tay. Tiếp tục như vậy nữa, thực sự bị bức phải đi mượn vay nặng lãi. Kiếm tiền kiếm tiền, nhất định phải tăng tốc kiếm tiền tốc độ. Chẳng lẽ lại ta một cái trường sinh giả, sẽ mẹ hắn nghèo chết. Bạch Vũ càng nghĩ, ngược lại là có một đầu kiếm tiền con đường. Làm ra dưỡng tinh tán, ra ngoài trên chợ đen bán. Dưỡng tinh tán loại này có thể tăng tiến khí huyết đồ vật, tại vũ giả bên trong là rất quý hiếm. Tin tưởng phóng tới trên chợ đen, cũng có thể kiếm được tiền không ít. Vấn đề duy nhất là, dưỡng tinh tán dược liệu đều không rẻ. Một bộ dược liệu tối thiểu năm lượng bạc. Bạch Vũ hiện tại liền thiếu tài chính khởi động. Cái này khiến cho Bạch Vũ đều muốn đi đoạt một khoản. Nhưng là đây cũng chỉ là ngẫm lại, hiện tại nhà giàu viên ngoại bên người gia đinh hộ viện cũng không tốt trêu chọc bạch vũ không khỏi có mấy phần phật phòng không yên bỗng nhiên lão mặc kéo hắn một cái ống quần đem hắn kéo đến trong sân nhỏ thanh phong thổi bạch vũ lập tức tỉnh táo thêm một chút đúng a à, lão tử là trường sinh giả làm sao lại bị chỉ là mấy lượng bạc làm khó đâu hắn thở vào một ngụm trọc khí đón lấy kèn ung dung thổi một khúc kèn ung dung để hắn nhớ tới tại đào hoa thôn thời gian làm ruộng đi săn luyện quyền tuế nguyệt tỉnh tốt một khúc kèn thổi xong nguyên bản bực bội tâm cảnh lập tức an bình xuống tới giao diện thuộc tính bên trên thổi kèn kỹ năng bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút kỹ năng thổi kèn dung hội quán thông thổi kèn kỹ năng lại tăng một cấp này cũng cũng coi là vô tâm cắm liễu liễu xanh ung thời gian một ngày một ngày trôi qua Bạch Vũ vẫn không có tìm tới kiếm tiền con đường. Bất quá, sự tình tại một tuần sau xuất hiện chuyển cơ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Kèn cao thủ lưu nhất khúc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một tuần sau, kiếm tiền cơ hội xuất hiện. Đông thành trương viên ngoại nhà công tử chết rồi, muốn tại Nghĩa Trang đặt linh cửu, sau đó an táng. Đột nhiên, Nghĩa Trang liền náo nhiệt lên. Nguyên bản trong nghĩa trang cũng chỉ có 5 người, lại thêm một cái ngẫu nhiên xuất hiện khuyết đức ngô. Một ngày này, nghĩa trang hơn 50 người cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Nghĩa trang trên dưới quét dọn đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều là bận rộn. Bạch Vũ không khỏi ngạc nhiên, lôi kéo Chu Thông hỏi. "Thông ca, hôm nay làm sao nhiều người như vậy đến?" Chu Thông hạ giọng, nói ra. "Tin tức ngầm, ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói a." À trương gia đến đặt linh cửu, trên dưới đều có tiền thưởng. Trương gia xuất thủ xa xỉ, quản sự năm lượng, làm việc một hai, chúng ta những này nhỏ tạp dịch hai trăm văn. Bạch Vũ lập tức liền hiểu, hợp lấy là lúc làm việc không người đến, lĩnh tiền thời điểm một cái không rơi. Chu Thông lại thần thần bí bí nói ra. Mà lại nghe nói, trận này pháp sự, cần một cái thổi phòng ban tử, nhất là kèn tay. Thổi đến tốt, tiền thưởng tối thiểu tại năm lượng trở lên năm lượng bạc bạch vũ một mặt phong khinh vân đạm chúng ta trường sinh giả từ trước đến nay đều là xem tiền tài như cặn bã hết lần này tới lần khác bạch vũ còn liền cần cặn bã cái này trương gia cũng quá hào khí một chút mà lại đây chính là hắn chỗ cần thiết tài chính khởi động a bạch vũ lôi kéo chu thông vội vàng hỏi thông ca chiêu này thổi phòng ban tử sự tình ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. Chu Thông cười nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này trương gia công tử là cái luyện võ kỳ tài, tuổi còn nhỏ liền thành tam phẩm võ giả. Kết quả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, sau khi chết đều chưa từng nhắm mắt lại. Cái này cho trương viên ngoại đau lòng đến nha, gọi là một cái chết đi sống lại. Bạch Vũ ngạc nhiên nói. Vậy cái này cùng kèn tay có quan hệ gì? Chu Thông nói: Trương viên ngoại Âu Yếm nhi tử chết rồi, tự nhiên muốn phong quan đại tán. Nghe nói Trương gia chuẩn bị từ cửa thành đến nghĩa trang, cách mỗi một dặm liền an bài một cái thổi phòng ban tử. Chúng ta nghĩa trang cũng muốn ra một bộ thổi phòng ban tử. Bạch Vũ sắc mặt ngưng trọng. Nhìn như vậy đến, đối thổi phòng ban tử yêu cầu rất cao a. À? Vậy cũng không, tối thiểu đều muốn là kèn lão thủ mới có thể vào tuyển không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước treo mấy cái đèn lồng. Chu Thông cầm bạch đèn lồng, bắt đầu trong ngoài bận rộn. Bạch Vũ một bên quét dọn, nhưng trong lòng thì suy nghĩ cuồn cuồn. Năm lượng bạc tiền thưởng. Mà lại có thể đưa ma một cái tam phẩm võ giả, đưa tang tan ban thưởng khẳng định mười phần phong phú. Không thể không nói, cái này dụ hoặc cũng quá lớn. Cái này kèn tay danh ngạch, hắn nhất định phải giành giật một hồi. Cũng không lâu lắm, Lâm Cửu đạo trưởng liền triệu tập đám người, nói ra. Chắc hẳn đoàn người đều biết, trương gia cần một bộ thổi phòng ban tử, trong đó kèn tay là quan trọng nhất. Thổi tốt, trương gia tiền thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Cái này thổi phòng ban tử, ai nguyện ý bên trên? Một cái nghĩa trang, tự nhiên không thể thiếu thổi phòng ban tử. Lập tức, liền có mấy người ra khỏi hàng, gõ cái chiên, bồn chồn, thổi sinh. Bạch Vũ cũng cầm kèn ra khỏi hàng, giống như hắn kèn tay còn có hai cái. Đúng lúc này, một cái bất âm bất dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Hiện tại mà người trẻ tuổi, thật sự là không hiểu việc tình, mới bao nhiêu lớn tuổi tác, liền dám đi lên góp. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một cái gầy còm trung niên, đầu đội một đỉnh mũ chỏm, bên hông cài lấy một cái kèn. Trong tay hắn bưng lấy cái bình rượu, miệng đầy mùi rượu. Trong đám người lập tức liền có người nhận ra Lưu nhất khúc, hắn cũng tới Cái này kèn tay trừ hắn ra không còn có thế là ai khác Lưu nhất khúc A Trước kia thế nhưng là bách thiện nghĩa trang thủ tịch kèn tay Một khúc bách điểu triều phượng thế nhưng là tuyệt chiêu Nghe nói A, hắn bách điểu triều phượng Thật dẫn xuống bầy chim triều bái Bách thiện nghĩa trang bên trong chất đầy cá nhân liên quan Nhưng là có chút cá nhân liên quan Thật là có mấy phần bản sự cái này Lưu Nhất Khúc chính là một cái trong số đó. Thấy Lưu Nhất Khúc ra, mặt khác hai cái kèn tay tại chỗ liền thối lui ra khỏi. Lưu Sư Phó tới, vậy chúng ta lui trước. Lưu Sư Phó, việc này kế còn phải ngài tới. Bạch Vũ có chút mộng, cái này Lưu Nhất Khúc như thế lớn thanh danh sao? Bất quá lần này đưa tang, một vị tam phẩm võ giả, còn có năm lượng bạc tiền công. Bạch Vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ lại nói, luận thổi kèn, hắn còn không có sợ qua ai. Hắn liền dừng ở nguyên địa, không có ý định không rời khỏi. Lúc này, Lưu Nhất Khúc say khước đi đến Bạch Vũ trước mặt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết, không nghe thấy sao? Cái này kèn tay vị trí, là ta Lưu Nhất Khúc. Bạch Vũ thản nhiên nói. Đã lâm đạo trưởng để mọi người ra khỏi hàng cạnh tranh, liền không có nhất định là ai thuyết pháp. Ai càng thích hợp, cũng phải trước sau qua lại nói lưu nhất khúc nở nụ cười tiểu tử đủ cuồng người tuổi trẻ bây giờ thật là thật ngông cuồng ngươi thổi kèn mới mấy năm a à, dám cùng ta lưu nhất khúc so kèn những người khác cũng cười vang ha ha tiểu tử này mới đến còn không biết lợi hại tiểu tử đừng ném người lui ra đi liền ngươi cũng phối hợp lưu nhất khúc so ngươi sẽ thổi bách điểu triều phượng sao Chu Thông từ trước đến nay cùng Bạch Vũ giao hảo, vội vàng tiến lên lôi kéo Bạch Vũ tay áo. Tiểu Bạch, Lưu Lão Ca là tiền bối, kèn phi thường lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là trước từ bỏ đi. Bạch Vũ cắn răng nói. Ta sẽ không bỏ qua, tối thiểu phải cho ta một cái tỷ thí công bình cơ hội, coi như thua ta cũng cam tâm. Hắn đối với mình thổi kèn bản sự có 10 phần tự tin. Cho dù là đại hộ nhân gia tan sự, hắn cũng nghe qua, bên trong kèn tay chưa hẳn liền mạnh hơn hắn lâm cửu đạo trưởng nhìn một chút bạch vũ cũng mười phần do dự bình tĩnh mà xem xét hắn không cho rằng bạch vũ một cọng lông đầu nhỏ băng có thể so sánh qua được lương nhất khúc thật muốn tỉ thí ngược lại để bạch vũ càng không mặt mũi đúng lúc này khuyết đức ngô từ bên ngoài đi vào so cái gì so so cái gì so bạch vũ ngươi thân phận gì a à, dám muốn công bằng cái này kèn tay danh ngạch, liền định cho lão Lưu. Hắn cùng Lưu Nhất Khúc đều là đi quan hệ tiến đến, bình thường cũng càng thân cận, tự nhiên muốn cố lấy Lưu Nhất Khúc. Cái khác tay trống cái chiên tay, cũng cùng Lưu Nhất Khúc quen hơn, nhào nhào biểu thị tán thành. Bạch Vũ đang muốn tranh luận, khuyết đức Ngô đem trừng mắt. Cái này nghĩa trang thúc thúc ta định đoạt, không muốn tại cái này làm đúng không? Bạch Vũ nhìn một chút khuyết đức Ngô, lại quan sát một chút Lưu Nhất Khúc. Lưu Nhất Khúc kèn, tim bên trên đã sinh màu xanh đồng. Bạch Vũ lui ra phía sau một bước, không nói nữa. Nghĩa trang chức vị, với hắn mà nói rất trọng yếu. Lúc này, không nên cùng khuyết đức ngô lên xung đột. Khi Lưu Nhất Khúc được danh ngạch, vui vẻ ra mặt. Vẫn là lão ngô phúc hậu, ngày nào bên trên khinh hồng viện mời ngươi uống rượu. Lưu Nhất Khúc cùng khuyết đức ngô nhìn nhau cười to, những người khác thì là vỗ hai nhân mã cái rắm giữa sân bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Chỉ có Bạch Vũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chu Thông cùng mãn tử lo lắng Bạch Vũ tức không nhịn nổi, vội vàng đem hắn kéo đến một bên. Chu Thông nói. Tiểu Bạch đừng nóng giận, bọn hắn đều là có quan hệ, chúng ta không thể trêu vào. Lại nói, lưu nhất khúc kia kèn sát thực lợi hại, ngươi thật không sánh bằng. Bạch Vũ cười nhạt nói. Không sao, ta không vội làm trường sinh giả, há tại một sớm một chiều. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Có bao nhiêu người phong lưu, đều làm bắt mang sơn hà thổ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kèn tay danh ngạch, liền cho lưu nhất khúc. Nghĩa trang trên dưới, bắt đầu công việc lưu bù lên. Đương nhiên, chủ yếu làm việc vẫn là bạch vũ mấy cái tạp dịch. Những người còn lại nói là làm việc, kỳ thực góp đủ số chờ lấy lĩnh thưởng tiền. Ngày nọ buổi chiều, đưa tan ai khúc, từ cửa thành vang đến Nghĩa Trang. Đưa tan đội ngũ, sợ không phải có vài trăm người. Toàn viên đốt giấy để tan, 16 cái cường tráng đại hán, dơ lên đắt đỏ gỗ trinh năm quan tài, chậm rãi tiến lên. Rốt cục, quan tài đến cửa Nghĩa Trang lâu không lộ diện ngô quản sự cùng lâm cửu đạo trưởng nên tiếp, đem đưa tan đội ngũ đón vào Nghĩa Trang. Quan tài dừng ở chính điện. Nghĩa Trang thổi phòng ban tử đã sớm chuẩn bị xong. Lưu nhất khúc dương dương đắc ý hướng về phía bạch vũ chấp chấp cái cầm, thổi lên kèn. Quả nhiên, lưu nhất khúc kèn xác thực hết sức quen thuộc. Từng tiếng kèn, mang theo buồn khang, một mực đem khống ở tiết tấu. Khuyết đức ngô liên tục gật đầu, trong lòng rất là thoải mái cái này kèn thổi đến tốt, để trương viên ngoại hài lòng, đến lúc đó tiền thưởng tự nhiên không thể thiếu. Chính là lâm cửu đạo trưởng, cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng, lưu nhất khúc kỹ nghệ thuần thục lô hỏa thuần thanh. Bạch Vũ ở một bên, hướng trong quan mộc nhìn lại. Lúc này nắp quan tài đã mở ra, tiếp nhận thân hữu sau cùng chim ngưỡng. Phải chờ tới lên núi an táng thời điểm, mới có thể đinh bên trên quan tài đinh. Khi công tử nhà họ trương, quả nhiên ngày thường mười phần tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng là mặt mũi tái nhợt bên trên, một đôi mắt lại trợn tròn lên, không muốn khép lại. Quả nhiên, Chu Thông nói không sai, công tử nhà họ Trương chết đều chưa từng nhắm mắt lại. Lúc này, Trương Viên ngoại chờ gia thuộc một đoàn người, bước vào nghĩa trang đại môn. Khi Trương Viên ngoại thân hình phúc hậu, mặc một thân hắc tơ lụa, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt phu nhân của hắn càng là thanh âm đều khóc câm nghĩa trang bên trong thổi phòng ban tử đám người càng phát ra ra sức nhất là lưu nhất khúc gật gù đắc ý thổi đến mười phần nhập thần du dương kèn cơ hồ bao lại toàn bộ nghĩa trang tiếng vang mười dặm trương viên ngoại một nhà chậm rãi tiếng lên trong lòng càng bi thương tiếng khóc lớn hơn đúng lúc này kèn âm thanh bỗng nhiên dừng lại lưu nhất khúc kịch liệt ho khang sau đó hữu khí vô lực mới ngã xuống lần này tất cả mọi người sửng sốt giữa sân yên tĩnh im ắng ngay sau đó đám người xôn xao đưa tang tân khách quản sự đều là quá sợ hãi chuyện gì xảy ra kèn ngừng đây không phải hồ nháo sao bách thiện nghĩa trang đang dở trò quỷ gì ngô quản sự làm cái gì làm sao ngay cả cái thổi phòng ban tử đều an bài không được nghĩa trang bên này Tất cả mọi người chân tay luống cuống. Ngô quản sự cùng Lâm Cửu đạo trưởng sắc mặt đại biến. Tang lễ chính thời khắc mấu chốt, lưu nhất khúc vậy mà xảy ra sự cố. Khuyết Đức Ngô càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Song song, lần này Trương Viên ngoại muốn nổi giận. Hắn vội vàng hướng phía Trương Viên ngoại nhìn lại. Quả nhiên, Trương Viên ngoại khuôn mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trương Viên ngoại lão bà càng là lên tiếng khóc lớn con ta làm sao như thế số khổ a à, luyện võ luyện được hảo hảo, đột nhiên liền chết, ngay cả sau khi chết đều không được sống yên ổn. Bọn này trời đánh, ngay cả tang lễ đều muốn quấy rối. Trương viên ngoại nghe càng là lên cơn giận dữ, nói ra. Dám loạn con ta tang lễ, đem thổi kèn gia hỏa ném ra, đánh chết chớ luận. Lập tức, liền có mấy cái như làng như hổ gia đình đem lưu nhất khúc kéo ra ngoài, ngoài phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khuyết Đức Ngô vội vàng nên đón, nói ra. Trương viên ngoại, ngươi nghe chúng ta giải thích, đây là ý, trương viên ngoại đưa tay một bàn tay rút tới. Ba, một tiếng, Khuyết Đức Ngô má trái lập tức liền sưng phồng lên. Ngô quản sự gặp nhà mình chất tử bị đánh, không những không dám sinh khí, ngược lại tiếng lên bỗng nhiên bổ một bàn tay. Ba, một tiếng, Khuyết Đức Ngô má phải cũng sưng thành đầu heo. Không chỉ có như thế, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, máu bên trong mang theo hai viên răng trắng. Ngô quản sự căn bản không dám dừng lại tay, đối khuyết đức ngô hành hung một trận. Hắn trước thay trương viên ngoại giáo huấn khuyết đức ngô một trận, chỉ cầu để trương viên ngoại bớt giận, miễn cho hắn động sát tâm. Trương viên ngoại trận mắt trừng trừng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Còn ta tang lễ, các ngươi cho ta tới này vừa ra, cùng quần trưởng giải thích đi thôi. Bách thiện nghĩa trang đám người bỏ rơi nhiệm vụ ngay cả tang lễ đều làm không xong, tất cả mọi người đừng nghĩ làm. Trương gia thế nhưng là nghĩa trang đại gia nhiều tiền, nếu là hắn cùng quần trưởng sách đầy miệng, nghĩa trang trên dưới toàn đến cút đi. Mắt thấy sự tình hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Một bên bạch vũ nghe trong lòng hơi động, tiếp tục như vậy nữa nghĩa trang bát cơm giữ không được. Nghĩa trang nghề này đối với hắn mười phần trọng yếu, tuyệt không cho phép có sai lầm. Sự tình có nặng nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ chức vị. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên kèn. Một trận ung dung kèn âm thanh, phủ lên đám người ồn ào. Kèn từng tiếng đoạn người ruột. Phản phất tiếng thang đổ quyên, bi ai thấu xương. Bi thương kèn âm thanh, sinh sinh đem tân khách lửa giận đè xuống, khơi gợi lên trong lòng bọn họ bi thương. Giữa sân tay trống cái chiên tay bọn người như được đại xá, vội vàng đi theo kèn tiết tấu, nối liền tan khúc bi thương tan khúc tiếp tục vang vọng toàn trường ngô quản sự vỗ ngực kém chút không cho hù chết cũng may có người cứu trang lâm cửu đạo trưởng thì là tán thưởng nhìn bạch vũ một chút đưa tan một nhóm bên trong trương viên ngoại cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhưng là lúc này cũng không tiện phát tác hắn trùng điệp hừ một tiếng chờ xong xuôi con ta tan sự lại cùng các ngươi tính sổ sách giữa sân bạch vũ sắc mặt như thường không nhanh không chậm thổi kèn. Trước mắt của hắn hiện lên một cái bảng. Đưa tan mục tiêu. Trương Minh Phi. Thân phận. Trương gia tiểu công tử. Tuổi tác. 16, Tu Vi. Võ đạo tam phẩm. Đưa tan tham dự độ. 5%. Ban thưởng. Khí huyết 25. Sinh mệnh kinh nghiệm 151. Có thể chọn ban thưởng du long trưởng, phi vân thập tam kiếm, lăng không bộ. Không hổ là con em thế gia, chỉ là công pháp liền một nhóm lớn, hơn nửa thoạt nhìn đều mười phần bất phàm. Chẳng qua trước mắt có thể chọn ban thưởng kia một cột vẫn là hư. Chỉ có đưa tan tham dự độ đạt đến 50% mới có thể lựa chọn ban thưởng. Thông qua tán thế lục, Bạch Vũ có thể xem xét trương minh phi cuộc đời. Hắn xuất sinh liền ngậm lấy vững chắc môi, nhận hết sủng ái khi còn bé học văn, tâm tư thông minh, rất nhanh liền nhập môn, tiên sinh tán dương thi cái tú tài không đáng kể. Lớn lại bắt đầu si mê học võ, tiến bộ dũng mãnh, học một môn thông một môn. Ngắn ngủi trong vòng hai năm, một đường tấn thăng đến tam phẩm võ giả. Hắn cả đời này, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, quả thực là nhân vật chính khuôn mẫu. Tiên y nộ mã, liệt hỏa phùng hoa hắn thậm chí nghĩ đến cưỡng ép dung hợp mấy môn công pháp đột phá đến tứ phẩm nhưng mà mấy môn công pháp lẫn nhau xung đột hắn cuối cùng tẩu hỏa nhập ma tâm mạch đoạn tuyệt mà chết ta không cam tâm ta không cam tâm a à. ta trương minh phi thiên tư trác tuyệt vì sao lại như vậy chết ta muốn ngựa đạp giang hồ một tiếng hót lên làm kinh người ta muốn trở thành võ lâm bá chủ ta muốn chinh phục võ lâm mỹ nhân thông qua tán thế lục Bạch Vũ có thể cảm nhận được Trương Minh Phi kia nồng đậm không cam lòng. Một khúc thổi xong, Bạch Vũ làng điệu biến đổi, đổi thành một khúc vãn ca. Hao bên trong nhà ai địa, tụ tập hồn phách không hiền ngu. Quỷ bá một dì tướng thúc giục, nhân mạng không được ít trù trừ. Quân không thấy, có bao nhiêu người phong lưu, đều làm bắt mang sơn hạ thổ. Bạch Vũ tại đạo Hoa Thôn đưa tang 20 năm, thường thấy hạ qua đông đến, sinh lão bệnh tử lại nghĩ lên kiếp trước lịch sử, tuy là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, cuối cùng là khó tránh khỏi hóa thành một nắm cát vàng. Thiên cổ ung dung, bất quá thở dài một tiếng. Hắn đem cổ này kiến thức, dung nhập vãn ca bên trong. Kèn âm thanh bên trong, mang theo một cổ tịch lưu thẩn thờ, cùng xem thấu tuế nguyệt bình tĩnh. Giữa sân đám người nghe, không khỏi tâm thần ung dung. Ngày xưa tích tụ tại tâm rất nhiều tục sự, phản phất giờ khắc này toàn bộ ném rơi. Cái gì anh hùng mỹ nhân, cái gì giang sơn như vẻ, không kịp ở dưới cây đào nấu một bình trà xanh. Chính là rất nhiều đưa tan tân khách, trong lòng bi thương cũng giảm bớt không ít. Một khúc kết thúc, trong quan tài người trong lòng ngực một ngụm uất khí toàn bộ tiêu tán, vậy mà chậm rãi khép lại hai mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Đưa tang ban thưởng, hai môn công pháp nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bạch vũ một khúc vãn ca vậy mà để người chết khép lại hai mắt có mắt người nhọn nhìn thấy một màn này lôi kéo người bên cạnh mau nhìn trương công tử nhắm mắt rất nhanh một truyền mười mười truyền trăm giữa sân tất cả mọi người phát hiện không thể tưởng tượng nổi trương công tử lâu như vậy đều không có nhắm mắt bây giờ lại trực tiếp nhắm mắt lại đây là chuyện tốt a à? nói rõ hắn yên tâm kết cái này thổi kèn tiểu ca quá lợi hại một khúc kèn làm cho tâm thần người an bình lâm cửu đạo trưởng liên tục gật đầu tiểu bạch cái này khúc kèn đã mang tới ý cảnh có trấn hồn an thần chi kỳ hiệu thật sự là không biết hắn tuổi còn nhỏ làm sao cảm ngộ ra ngoài phòng lưu nhất khúc ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy máu tươi ngay cả răng đều rơi mất mấy khỏa hắn trừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thần ý, hắn thổi từ khúc, lại có trấn hồn thần ý. Ta thổi ba mươi năm kèn, cũng không có sợ đến thần ý bên cạnh A. Kinh hải nhất địa, thuộc về trương viên ngoại một nhà. Trương phu nhân nhào vào quan tài bên trên. Con của ta, ngươi cuối cùng nhắm mắt. Ngươi hảo hảo địa đi thôi, kiếp sau tuyệt đối không nên tranh cường háo thắng. Trương viên ngoại thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt, 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 con ta có thể an tâm lên đường. Đến A, à, thưởng, cái này thổi kèn tiểu sư phó, thưởng 20 lượng bạc, cái khác nhạc thủ thưởng 5 lượng. Xem ở cái này tiểu sư phó phân thượng, lần này liền tha các ngươi. Nghĩ trang đám người nghe từng cái thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn mà có có người cứu trang, không phải trực tiếp đập chén cơm. Lúc này bạch vũ, nhưng không có chú ý tới những người khác phản ứng hắn bị bản bên trên một đầu tin tức hấp dẫn. Gia thuộc độ hài lòng vượt qua 50%, nhưng ngoài định mức lựa chọn một hạng ban thưởng. Lại còn có loại sự tình này. Bạch Vũ mừng thầm trong lòng. Trương công tử trên người ban thưởng, đều là không tầm thường chi vật, có thể lựa chọn hai hạng quả thực là quá tốt rồi. Sau đó, tang lễ xuôi gió xuôi nước địa cử hành xuống dưới. Bạch Vũ cùng rất nhiều thổi phòng ban tử, tiếp sức cho thổi ba ngày ai khúc. Rốt cục, trương công tử an tán tại Nghĩa Trang sau một chỗ phong thủy bảo địa. Đưa tang hoàn tất, Bạch Vũ trở lại phòng, mới bắt đầu lựa chọn ban thưởng. Đưa tang thành công. Đưa tang tham dự độ 69%, gia thuộc độ hài lòng 77%, nhưng ngoài định mức lựa chọn hai hạng ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. Khí huyết 25, sinh mệnh kinh nghiệm 151. Có thể chọn ban thưởng. Du Long trưởng bá vương quyền phi vân thập tam kiếm lăng không bộ huyền quy liễm tức quyết ngự nữ thuật cái này trương công tử luyện công pháp phẩm chất đều mười phần không tệ tối thiểu nhất cũng là hoàng gia trung phẩm bạch vũ càng nghĩ lựa chọn lăng không bộ cùng huyền quy liễm tức quyết một cái là hoàng gia trung phẩm khinh công một cái là hoàng gia thượng phẩm liễm khí công pháp thân là trường sinh giả vừa muốn có thế chạy hay nếu có thể ẩn tàng ác chủ bài khinh công cùng liễm khí công pháp kia là ác không thể thiếu. Có cái này hai môn công pháp, Bạch Vũ bảo mệnh năng lực đại tăng. Về phần du long trưởng, bá vương quyền cùng phi vân thập tam kiếm, mặc dù phẩm chất đều cực cao, nhưng là Bạch Vũ đã có thay thế công pháp. Nếu như muốn trùng tu, còn phải tốn hao một lớn phiên tay chân. Nhận lấy ban thưởng về sau, Bạch Vũ trong đầu nhiều hai cổ tin tức. Hai môn công pháp phản phất khắc vào trong đầu hắn muốn quên đều quên không được. Lúc này, Bạch Vũ giao diện thuộc tính biến thành. Tính danh. Bạch Vũ. Tư chất. Năm khí huyết. Năm mươi sáu lực lượng. Sáu mươi hai tu vi. Nhị phẩm đoán cân cảnh. Công pháp. Ngũ hành quyền, quen tay hay việc, ba trăm ba mươi một nghìn, võ kỹ. Đoạn hồn đao, sơ khuy môn kính, huyền quy liễm khí quyết, chưa nhập môn lăng hư bước, chưa nhập môn, thần thông. Trường sinh bất lão. Cái khác kỹ năng. Dưỡng tinh tán, chưa nhập môn, thổi kèn, dung hội quán thông, hiểu biết chữ nghĩa, quen tay hay việc, đi săn, quen tay hay việc, mạnh thì bách thảo kinh, sơ khuy môn kính. Ngoài ra, Bạch Vũ còn góp nhặt 300 nhiều một chút sinh mệnh kinh nghiệm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, bỏ ra 20 điểm sinh mệnh kinh nghiệm, đem huyền quy liễm khí quyết cùng lăng hư bước tăng lên tới sơ khuy môn kính tình trạng. Trong đầu của hắn công pháp tin tức càng phát ra rõ ràng, đối hai môn công pháp có mới tin lĩnh ngộ. Bạch Vũ bày một cái cổ quái cái cọc bước, phản phất giống như là một con đứng lên lớn rùa. Hắn duy trì cái tư thế này, phản phất nhập định, hô hấp cũng biến thành như có như không. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, hắn toàn thân khí tức bắt đầu thu liễm. Kia mãnh liệt khí huyết chi lực trở nên yên lặng cuối cùng liền giống như người bình thường từ bên ngoài nhìn lại bạch vũ hiện tại chính là một người dáng dấp tuấn tú người bình thường ngoại trừ trên thân cơ bắp nhiều một chút không có bất kỳ cái gì dị thường bạch vũ chậm rãi mở mắt ra trong lòng mừng rỡ không thôi có huyền quy liễm tức quyết về sau làm việc liền dễ dàng hơn dù sao cẩu đạo thứ nhất pháp tắc chính là vượt cấp tác chiến huyền quy liễm tức quyết có thể rất tốt địa ẩn giấu thực lực Đơn giản hoàng mỹ. Bạch Vũ lại vận chuyển mấy lần, cuối cùng đem khí tức thu liễm tại nhất phẩm luyện nhục tả hữu. Hắn cũng là không vội, đem liễm tức quyết vừa đi vừa về suy nghĩ sử dụng, để cầu không ra bất kỳ sai lầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Tiểu Bạch, tiểu Bạch, mau ra đây, lập tức khai tiệc." Chu Thông kia thanh âm hưng phấn truyền tới. Bạch Vũ mở cửa, Chu Thông thật hưng phấn địa đưa qua nửa sâu đồng tiền tang lễ kết thúc, trương viên ngoại hết sức hài lòng, nghĩa trang mỗi người 500 văn tiền thưởng. Bạch Vũ tiếp nhận đồng tiền, trong lòng thầm than trương gia quả nhiên thổ hào. Xuất thủ chính là hắn 5 tháng tiền lương. Chu Thông lôi kéo Bạch Vũ. Đi đi đi, lập tức khai tiệc, hôm nay trương viên ngoại cố ý phân phó, muốn mời ngươi một chén rượu. Vừa đi chưa được mấy bước, một người chống gậy chống, tại hai người nâng đỡ đi tới, hung tận nhìn xem Bạch Vũ. Lưu Nhất Khúc, hắn kém chút làm hư trương gia tang lễ, cùng ngày liền bị trương gia gia đình kéo ra ngoài đánh đập một trận, trọn vẹn nằm ba ngày, hắn mới hạ được giường. Lưu Nhất Khúc ngăn lại Bạch Vũ, hung tợn hỏi: Tiểu tử, trước đó thổi khúc, có phải hay không là ngươi đối ta hạ thủ chân? Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Lưu Nhất Khúc, ngươi đừng lừa gạt mình, tự ngươi nói một chút, bao lâu không có thổi qua kèn rồi? ngay cả kèn tim đều sinh màu xanh đồng. Đoạn thời gian gần nhất, Tử Sắc không ít đụng a, à, trong lòng ngực một hơi còn lại nhiều ít. Bạch Vũ mạnh thì Bách Thảo Kinh đã nhập môn, cũng coi là nửa cái siêu đại phu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Lưu Nhất Khúc thân thể đã bị móc trống. Kèn coi trọng nhất trong lòng ngực một hơi, yêu cầu thể lực kéo dài. Lưu Nhất Khúc cái kia trạng thái, khẳng định thổi không hoàn toàn trận. đương nhiên. Bạch Vũ cũng có hay không ngờ tới Lưu Nhất Khúc Hư đến loại tình trạng này. Tăng thêm hắn lúc ấy lại đặc biệt bán lực, kết quả một khúc không có thổi xong liền xì hơi. Bạch Vũ mặc kệ Lưu Nhất Khúc, cùng Chu Thông nghênh ngang rời đi. Lưu Nhất Khúc dừng ở nguyên địa, sờ lấy bên hông kèn, quả nhiên tim bên trên đều sinh một tầng gỉ. Kèn chiếu lên lấy cái bóng của hắn, quả nhiên tiêu tụy vạn phần. Hắn phát hung ác. Ta bị tử sắc gây thương tích, vậy mà như thế tiêu tụy kể từ hôm nay kiên rượu về phần cái gì thầy cùng bạch vũ không đội trời chung tất yếu dết bạch vũ cho thống khoái vậy cũng là thuyết thư kiều đoạn người bình thường đều muốn sinh hoạt nào có nhiều như vậy sinh tử đại thù lưu nhất khúc nhiều nhất là tìm cơ hội cho bạch vũ hạ cái ngán chân trong nghĩa trang bên ngoài bày trên trăm bàn tiệc rượu phổ thông khách nhân ở bên ngoài ăn lộ thiên tiệc rượu quý khách ở bên trong có bao xương tiệc rượu bạch vũ một tên tạp dịch vốn là không có tư cách vào bên trong nhưng là trương viên ngoại điểm danh muốn cùng bạch vũ uống một chén tự nhiên không thể để cho hắn ngồi bên ngoài thế là bạch vũ cùng ngô quản sự lâm cửu đào trưởng bọn người ngồi một bàn trương viên ngoại cũng chính xác bưng chén rượu tới cùng bạch vũ uống một chén cái này khiến bạch vũ thanh danh phóng đại ẩn ẩn có bạch một khúc bạch trấn hồn danh hào Đương nhiên, Bạch Vũ tự nhiên không quan tâm những này hư danh. Hắn uống rượu xong liền cắm đầu dùng bữa. Sau đó tính toán trương viên ngoại kia 20 lượng bạc lúc nào thực hiện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Ngũ hành quyền lại tiếng dai. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiệc rượu ăn hơn 2 giờ, Bạch Vũ ăn đến cái bụng căng tròn. Đợi đến tiệc rượu tan cuộc, bạch vũ bọn người bắt đầu bận rộn thu thập tự nhiên trên bàn còn lại món ngon cũng tiện nghi nghĩa trang trên dưới mấy ngày nay bạch vũ bọn người không cần tự mình làm cơm chu thông càng là cơ linh đem còn lại món ngon thu thập một chút bán cho đối diện vương đại nương lại kiếm một số tiền nhỏ hắn cũng không có độc chiếm mấy người điểm phân bạch vũ cũng được chia một trăm văn trong nghĩa trang bên ngoài tính cả đối diện dương liễu đường phố hàng mã một con đường đều bởi vì trương gia tan sự trở nên sinh cơ bừng bừng một người chết đi để một đám người thu được sinh kế rất có loại một kình rơi vạn vật sinh cảm giác bạch vũ không khỏi cảm khái liên tục lúc xế chiều khuyết đức ngô tìm được bạch vũ vỗ bờ vai của hắn nói ra tiểu bạch a lần này tang lễ ngươi biểu hiện được không tệ gặp thời cứu tràng đã cứu chúng ta bách thiện nghĩa trang một lần nguy cơ trương viên ngoại hết sức hài lòng, cho ngươi thưởng bạc. Nói, hắn đưa qua năm lượng bạc. Bạch Vũ ngạc nhiên, rõ ràng là 20 lượng, làm sao biến thành năm lượng. Trương Phủ cho đúng là 20 lượng, ngô quản sự một khi tay, 20 lượng biến 10 lượng. Khuyết Đức Ngô lại một khi tay, 10 lượng biến 5 lượng. Khuyết Đức Ngô không lo lắng chút nào Bạch Vũ phản đối. Cái này nghĩa trang thúc thúc hắn định đoạt, Đối phó một cái nhỏ tạp dịch còn không phải tay cầm đem bóp. Về phần Bạch Vũ sẽ đi hay không tìm trương viên ngoại cáo trạng. Cho cười, hắn một cái đưa tan tạp dịch, ngay cả trương phủ đại môn còn không thể nào vào được. Thật sự cho rằng cùng trương viên ngoại uống chén rượu chính là cái nhân vật, kém xa lắm đâu. Khuyết Đức ngô ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Tiểu Bạch A, ngươi đừng cảm thấy ít, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay đều là nghĩa trang cái này bình đại công lao. Ngươi cũng không thể bởi vì có chút tiểu thành liền, liền quên ta thúc thúc cùng ta đối với ngươi vung trồng. Bạch Vũ chỗ nào vẫn không rõ, tại chỗ liền biểu thị. Nhờ có ngô quản sự vung trồng, tăng thêm ngô cán sự lãnh đạo có phương pháp, ta mới có thể tại đưa tang bên trên có thành tựu. Hắn cười hì hì tiếp nhận bạc, mặt ngoài không có nửa điểm không vui. Khuyết đức ngô một mặt trẻ nhỏ dễ dày biểu lộ, ưỡng lấy bụng chắp tay sau lưng đi, rất giống một cái thiếu đá bóng đá. Bạch Vũ nhìn được một cước đá lên đi xúc động, cầm bạc về tới tiểu viện. Tối hôm đó, Bạch Vũ cùng lão mặt một người một cái còn lại giò, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lão mặt, mấy ngày nữa, chờ chúng ta đem dưỡng tinh tán phối xuất ra, kiếm tiền chúng ta mỗi ngày ăn giò. Ăn một cái ném một cái, chính là chơi. Lão mặt ăn xong thịt, ông xương cốt gặm, biểu thị mười phần tán thành. Gâu gâu, ngày thứ hai, Nghĩa trang phía sau núi Bạch Vũ an tán tốt hôm nay hai cổ thi thể Khí huyết 3 Sinh mệnh kinh nghiệm thứ 2 Khí huyết thứ 2 Sinh mệnh kinh nghiệm thứ 6 Hắn không có vội vã trở về Mà là tìm một khối loạn thạch địa Hắn tùy ý nhảy lên Liền nhảy ra cách xa hơn một trượng Vững vàng rơi vào một viên vừa vặn dung Nạp một người đứng thẳng trên tảng đá Ngay sau đó Tại mấy khối trên tảng đá lớn vừa đi vừa về nhảy vọt hắn liên tục nhảy vọt, cuối cùng đến một cây đại thụ trước, từ từ mấy bước lên đại thụ, vững vàng rơi vào trên một nhánh cây. Hắn người nhẹ như yến, ngay cả nhánh cây đều không chút run run. Lăng hư bước, quả nhiên lợi hại. Nếu như đem lăng hư bước luyện đến quen tay hay việc tình trạng, ta bảo mệnh năng lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Sau đó, Bạch Vũ lại đem huyền quy liễm tức quyết cùng ngũ hành quyền luyện tập mấy lần. Vài ngày sau, bạch vũ hướng lâm cửu đạo trưởng cáo cái giả mang theo lão mặc tiến vào thành tiến vào gian thành bạch vũ mua trước hai chuỗi mức quả cùng lão mặc một người một nửa sau đó lại đi đại danh đỉnh đỉnh xuân phong lâu xa xa khảo sát một chút thời đại này các tiểu tỷ tỷ sinh tồn tình trạng cuối cùng mới tới một cái tên là tế thế đường tiệm thuốc cửa tiệm thuốc dán một bộ câu đối thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi duy nguyện thế gian người vô bệnh Bạch Vũ bước vào tiệm thuốc bên trong, hỏi 10 năm nhân sâm, lộc nhung, hoàng tinh những vật này giá cả. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt. Nhận huệ ba lượng. Bạch Vũ lấy làm kinh hải. Ba lượng. Dựa theo trước đó đoán chừng, một bộ thuốc hẳn là tại năm lượng trên dưới. Tiếp lấy hắn lập tức kịp phản ứng, chính mình lúc trước bị kia mang thuốc tuần người bán hàng trong làm thịt rồi một đao. Tại Giang Thành bên trong, mười năm nhân sâm bất quá một lượng bạc kiên người bán hàng trong thu hắn hai lượng ngoài ra còn hai mươi văn chân chạy phí mà lại bởi vì đào hoa thôn bế tắc lộc nhung hoàng tinh chờ dược vật giá cả cũng mắc hơn một bậc xem ra gian thành bên trong cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nha bạch vũ tại chỗ mua một bộ dưỡng tinh tán phương thuốc lại tốn một hai mua một thanh tinh vi xưng tiệm thuốc gọi là cân tiểu ly trở lại nghĩa trang Bạch Vũ không nóng không vội xử lý tốt dược liệu. Sau đó chia hai lần, phối chế tốt dưỡng tinh tán. Phối chế sau khi thành công, Bạch Vũ đối dưỡng tinh tán độ thuần thục cũng đạt tới sơ khuy môn kính. Hắn tự mình thử một bao dưỡng tinh tán. Khí huyết 0.1 Khí huyết 0.1 Có thể cảm giác được, lần này chế biến dưỡng tinh tán, hiệu quả so lần thứ nhất mạnh hơn. Có lẽ là có tinh vi cân tiểu ly, có lẽ là bởi vì Bạch Vũ độ thuần thục tăng lên. Mặc kệ như thế nào, Bạch Vũ đều đầy cõi lòng hy vọng. Rốt cục có thể đi chợ đen kiếm tiền. Sau đó mấy ngày, Bạch Vũ bỏ ra hơn 100 sinh mệnh kinh nghiệm, đem Lăng Hư Bước cùng Huyền Quy Liễm Tức Quyết đều tăng lên tới quen tay hay việc tình trạng. Nhất là Lăng Hư Bước, hắn ngày đêm tu luyện, càng phát ra thuần thục. Hắn hiện tại đã có thể làm được lên cây như chim tước. Nói cách khác, lặng yên không một tiếng động bay người lên cây rơi vào trên nhánh cây động tỉnh chỉ giống chim nhỏ đồng dạng rất nhỏ chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu xuất phát đêm hôm ấy bạch vũ đầu đội áo choàng màn trên mặt mặt nạ mặc trên người một thân y phục dạ hành hắn mang theo lão mặt hướng phía trong bóng tối đi đến đi hơn một canh giờ cuối cùng đã tới một vùng thung lũng miệng lúc này lão mặt nhưng không thấy chỉ gặp bên trong thung lũng kia có không ít người tại ra ra vào vào. Đây chính là gian thành chợ đen, thiết lập tại ngoài thành, là trong thành thế gia triệu gia sản nghiệp. Gian thành bên trong, ngoài trừ quan phủ, chính là lưu, triệu, tiêu, an tứ đại thế gia. Sau đó là hắc lan bang, thần lực cửa, kim tiền bang cái này tam đại bang phái. Kim tiền bang chủ yếu kinh doanh đông thành sòng bạc, kỹ viện. Thần lực cửa thì là phía tây thành bến tàu công nhân bốc vác kiệu phu làm chủ. Hắc Lan Bang chiếm cứ ngoài thành, tựa ở ngoài thành bằng hộ khu thu phí bảo hộ mà sống. Đừng nhìn Hắc Lan Bang ở ngoài thành hung thần ác sát, thật đụng phải triệu gia cái này mấy đại thế gia cũng phải cúi đầu. Những tin tức này, Bạch Vũ trong bóng tối nghe ngóng cái 89 phần 10. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đến cửa vào sơn cốc. Cửa vào sơn cốc người ra vào, đều 10 phần thủ quy cũ, lập hàng dài. Cũng không phải bởi vì bọn hắn tố chất cao, mà là cửa vào trên vách đá, đình lấy mấy cổ thay khô trấn trụ đám người. Dám ở triệu gia chợ đen nháo sự, hạ tràng chính là treo trên tường. Mà lại, lối vào bày biện một trương ghế nằm, một cái đại hán râu quai nón nằm trên ghế, cuộn lại hai cái thiết cầu. Bạch Vũ nhìn không thấu hắn cụ thể cảnh giới, nhưng là khẳng định là khí huyết cảnh cường giả. Râu quai nón bên người, đứng thẳng một tấm bản hiệu. Ra trận ngũ văn, bày quầy bán hàng mười văn, trong chợ đen động thủ người, dết Bạch Vũ xếp tại trong đội ngũ, chậm rãi đi vào. Đến phiên hắn gặp thời đợi, giao 10 văn quầy hàng phí, nhận một khối tấm bản gỗ. Rốt cục, hắn bước vào chợ đen bên trong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Chợ đen bán thuốc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bạch Vũ tiến vào trong chợ đen, không có vội vã bày quầy bán hàng bán dưỡng tinh tán hắn đầu tiên là địa trong chợ đen đi dạo vài vòng không nhanh không chậm lộ ra giống như là cái lão thủ trên đường đi bạch vũ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt chợ đen bên trong các loại hàng hóa đều có có bán binh khí mười luyện thép sắt thậm chí bách luyện sắt thép rèn đúc binh khí chém sắt như chém buồn bán binh khí lão bản đem hai mươi cái đồng tiền chồng lên nhau cua lấy một thanh cương đao chém xuống. 20 cái đồng tiền, bị đủ sinh sinh mở ra, dẫn tới từng đợt kinh hô. Còn có bán đan dược, bán công pháp, thậm chí còn có bán giả thú, bán nữ nhân. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phổ thông vật, tỉ như trên núi thịt rừng, lương thực trứng gà các loại đồ dùng hàng ngày. Vãng lai cũng không đều là võ giả, người bình thường vẫn là chiếm đầu to. Đồ dùng hàng ngày cũng không tính quý, thậm chí còn so trong thành rẻ hơn một chút. Nhưng là dính đến luyện võ đồ vật, giá cả kia liền từ từ dân đi lên. Tuy tiện một bình võ giả dùng đang dược, tối thiểu đều là một lượng bạc một bình. Một môn hoàng giai hạ phẩm công pháp, mở miệng chính là năm lượng bạc. Bạch Vũ thậm chí thấy được một bản ngũ linh quyền, mấy người hỏi giá, chủ quán trực tiếp ra giá 50 lượng. Bạch Vũ không khỏi âm thầm chặt lưỡi, liền xem như có thể trả giá chặt xuống không ít. Bạch Vũ cũng mua không nổi. Chỉ có thể nói, thế giới này các loại công pháp phương thuốc đều bị thế gia đại tộc lũng đoạn. Người bình thường muốn dựa vào luyện võ đi lên tấn thăng, thật sự là quá khó khăn. Bạch Vũ vừa đi vừa về nhìn một lần, trong lòng đại khái có số. Sau đó tìm chỗ đất trống, phủ lên bản hiệu bắt đầu bày quầy bán hàng. Đầu tiên là mở ra một khối vải bố, mang lên mấy bao dưỡng tinh tán, coi như khai trương nhìn một chút lạc nhìn một chút mới xuất lô dưỡng tinh tán dưỡng khí hóa huyết tinh thần tốt nhất trụ kình thiên thương không ngã bạch vũ một trận này gào to ngược lại là hấp dẫn không ít người vây quanh tại chỗ liền có người mở miệng hỏi vị huynh đại này người cái này mua là cái gì có chỗ lợi gì bạch vũ cười nói vị tiểu ca này hỏi rất hay đây là mới xuất lô dưỡng tinh tán võ giả phục dụng sau có thể gia tăng khí huyết tinh thần phấn chấn. Đối với võ giả tới nói, khí huyết là căn bản, có thể tăng thêm khí huyết đang dược, đều mười phần trân quý. Nghe thấy Bạch Vũ kiểu nói này, rất nhiều người lập tức hứng thú. Chủ quán, ngươi cái này dưỡng tinh tán bán thế nào? 300 văn một bao. Bạch Vũ đem một bộ thuốc dưỡng tinh tán, chia làm 20 phần, chủ đánh chính là một cái ít lãi tiêu thụ mạnh. Những đang dược khác đều tại một lượng bạc trở lên, Bạch Vũ chỉ lấy 300 văn, cái này khiến rất nhiều người động tâm tư. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bất âm bất dương thanh âm truyền đến. "Tiểu tử, ngươi làm sao cam đoan cái này phá thuốc hữu dụng đâu? Vạn nhất là thuốc giả làm sao bây giờ?" Bạch Vũ thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được là một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo gầy gò nam tử. Bị tên mặt theo kiểu nói này, những người khác cũng do dự. "Đúng vậy a." À. Sao có thể cam đoan không phải thuốc giả đâu 300 văn Nói quý cũng không quý Nhưng cũng không rẻ a. À, Vạn nhất là thuốc giả kia không được khóc chết Mặt theo càng là đắc ý Chỉ vào dưỡng tinh tán nói ra Người khác đều bán một lượng bạc trở lên Cái này thu 300 văn Sợ không phải dùng cái gì thuốc giả Ăn hay chưa dùng còn dễ nói Nếu là ăn có độc vậy liền xong Bạch vũ nhướng mày Âm thanh lạnh lùng nói Vị này khách quan thuốc có thể ăn bậy không thể nói lung tung được làm sao không duyên cớ nói ta đây là thuốc giả bạch vũ quan sát một chút nam tử này khí huyết phù phiếm cũng liền so với người bình thường hơi mạnh một điểm nhiều nhất là cái không ra gì võ giả vết sẹo đau kia nam bị bạch vũ sặc một ngụm tự giác có chút mất mặt tiểu tử ngươi thuốc này là thật còn tốt nếu là thuốc giả ra chợ đen trên đường sợ là không yên ổn a à. bạch vũ nghe xong nghe được bên trong ý uy hiếp hắn thản nhiên nói vậy ngươi nói nên làm cái gì mặc thẹo nói ra cái này cũng đơn giản ngươi tha ta một bao thuốc ta coi như cho ngươi miễn phí thí nghiệm thuốc ta làm cho ngươi cái chiêu bài cũng không thu ngươi bạc chờ ta thử xong thuốc mọi người mới dám yên tâm mua nói hắn tiến lên một bước đưa tay liền muốn lấy thuốc đúng lúc này bạch vũ xuất thủ như điện bắt lại mặt thèo cổ tay. Mặt thèo liên tục dãy dụa, lại phát hiện Bạch Vũ cánh tay giống như là gan đúc thành, không nhúc nhích tí nào. Bạch Vũ đã hiểu đau này mặt thèo ý tứ, đơn giản là muốn mượn cơ hội Bạch chơi. Loại này lưu manh cái nào đều có, tự như con ruồi đồng dạng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, mười phần khó chơi. Bạch Vũ làm sao có thể để mặt thèo toại nguyện? Hắn tiện tay vung lên, đem mặt thèo đẩy ra niệm thuốc cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta tự có biện pháp. Bạch Vũ nhìn về phía phụ cận phân giới tảng đá, đoán chừng có một hai trăm cân nặng. Hắn đem trên thân khí huyết buông ra một điểm, hai tay mở ra, đem khối cự thạch này nâng tại không trung. Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái này tiểu ca sợ không phải có hai ba trăm cân khí lực. Nhất phẩm võ giả, trách không được dám đến trên chợ đen bày quầy bán hàng lần này mặt sẹo tên kia đá trúng thiết bản. Vết sẹo đau kia mặt nhìn, sắc mặt đại biến, vội vàng chen vào trong đám người xoay người rời đi, sợ Bạch Vũ tìm hắn tính sổ sách. Bạch Vũ buông xuống tảng đá, rèn sắt khi còn nóng nói. Ta cái này dưỡng tinh tán, tẩm bổ khí huyết, cường tráng thể phách, còn có tráng dương thần hiệu. Ta chính là bởi vì ăn dưỡng tinh tán, mới có thể trở thành nhất phẩm võ giả. Đám người nghe rất là ý động, bất quá trên chợ đen không có đồ đần mặc dù bạch vũ nói dễ nghe nhưng người nào có thể bảo chứng không phải thuốc giả đâu bạch vũ cũng không hoảng hốt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua trong lòng có chủ ý hắn đối một cái khí huyết có chút tràn đầy áo gai thanh niên nói ra vị huynh đệ kia ta đưa ngươi nửa bao thuốc ngươi có dám thử một lần áo gai thanh niên đại hỷ chỉ cảm thấy trúng độc đắc chủ quán đã dám để cho người thí nghiệm thuốc kia chính thành chính chính là chân dược, dầu gì cũng không trở thành dùng cái gì thuốc giả. Hắn không dám tin hỏi. Ta sao? Bạch Vũ gật đầu nói. Đương nhiên. Nói, hắn đem nửa bao dưỡng tinh tán đưa đến áo gai thanh niên trên tay. Áo gai thanh niên vui vẻ ra mặt, tại chỗ liền ăn vào nửa bao dưỡng tinh tán. Quả nhiên, hắn toàn thân khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, trên mặt trực tiếp trở nên đỏ bừng, trên đầu đều hiện lên một tia bạch khí đúng lúc gặp lúc này, một trận làn gió thơm thổi qua, đám người thuận làn gió thơm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái có lồi có lõm nữ tử che mặt. Nữ tử người mặc sa mỏng, ý chí rộng lớn, là thật hải lượng, hành động ở giữa để cho người ta phản phất trông thấy biến cả sóng cả. áo gai thanh niên trông thấy như vậy, một cổ máu mũi tại chỗ chảy xuống, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, đè ép thương xoay người chạy. người chung quanh lập tức kịp phản ứng thuốc này thật có thể bổ khí huyết a à, hiệu quả nhanh chóng không phải sao đều bổ đến chảy máu mũi xem ra thật sự là hảo dược chủ sạp này không có nói sai bổ sung khí huyết còn có thể tráng dương lập tức rất nhiều người tâm động tiểu huynh đệ cho ta đến một bao ta chủ yếu là nghĩ bổ sung khí huyết không sai ta cũng nghĩ bổ sung điểm khí huyết đến một bao ta đến hai bao có thể hay không tiện nghi một chút rất nhanh Bạch Vũ bày ra 10 bao dưỡng tinh tán liền bán rỗng. Ngay cả kia nửa bao cũng bị nửa giá bán đi. Bạch Vũ phất phất tay. Các vị, thực sự không có ý tứ, dưỡng tinh tán phối chế không dễ, cũng chỉ 10 bao, hoan nghênh lần sau trở lại. Bạch Vũ xác thực chế biến 20 bao, nhưng là mới đến, không nên để lọc tài. Bán 10 bao, ba lượng bạc trên dưới, nên vấn đề không lớn. Đám người tán đi, Bạch Vũ lại phát hiện còn có một người lưu tại nguyên địa. Lại là kia áo gai thanh niên đi mà quay lại. Bạch Vũ ngạc nhiên nói. Vị huynh đệ kia có việc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Thu hoạch ngoài ý muốn, ngũ linh quyền bản thiếu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Áo gai thanh niên đi mà quay lại. Cái này khiến Bạch Vũ có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, vị huynh đệ kia có việc. Áo gai thanh niên gãi đầu một cái, nói ra. Huynh đài, ngươi thế nhưng là đang tìm võ đạo công pháp. Bạch Vũ hai mắt ngưng tụ, trong mắt hàng quan lấp lóe. Hẳn là cái này áo gai thanh niên ngay từ đầu liền theo dõi hắn. Áo gai thanh niên vội vàng khoát tay nói. Huynh đài ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa lúc cũng nghĩ mua công pháp, trước đó cùng ngươi tại cùng một cái công pháp sạp hàng bên trên ngay người thật lâu nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng giống như ta mua không nổi ra dáng công pháp đi bạch vũ nhàn nhạt gật đầu nhưng vẫn là không biết cái này áo gai thanh niên ý đồ là cái gì áo gai thanh niên nói ra là như vậy ta ăn không ngươi nửa bao thuốc không thể báo đáp chỉ có thể cho ngươi một tin tức để báo đáp lại ta biết một cái sạp hàng bên trong bán đều là bản thiếu cùng lai lịch khả nghi công pháp giá cả ngược lại là thấp hơn không ít chính là rất khảo nghiệm nhãn lực Ta thật muốn ở bên trong thử vận khí một chút, không biết người có hứng thú hay không. Công pháp bản thiếu. Bạch Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với người khác tới nói, những công pháp này khảo nghiệm nhãn lực. Nhưng là Bạch Vũ khác biệt a, à, hắn có tán thế lục, là thật là giả nhìn một lần liền biết. Mà lại, vạn nhất cái này bản thiếu công pháp cũng có thể sử dụng đây. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền cảm ơn huynh để tin tức ta ngược lại thật ra thật có mấy phần hứng thú. Áo gai thanh niên cười nói. Có thể giúp đỡ huynh đài liền tốt, cái này sạp hàng chính ở đằng kia. Đúng rồi huynh đài, ta gọi Bạch Trì, không biết tên họ đại danh. Bạch Vũ lấy làm kinh hải, không nghĩ tới gặp phải họ Bạch Bản Gia. Mà lại danh tự này, Bạch Trì, Bạch Si, trách không được có thể ăn không nữa bao dưỡng tinh tán đâu. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lộ ra tên thật, mà là nói ra ta gọi Thái Khôn. Bạch Trì huynh đệ ngược lại là mười phần như quen thuộc. Là không không huynh đệ a, à, ngươi đi theo ta. Bạch Vũ thu hồi sạp hàng, đi theo Bạch Trì lên đường, hỏi. Đúng rồi, Bạch Si huynh đệ, ngươi biết lúc trước vết sẹo đau kia mặt là ai chăng? Bạch Trì cười nói. Lưu mặt theo 4A, hắn cũng coi là là nơi này nổi danh lưu manh, chuyên môn hố mới tới người. Rất nhanh, hai người tới một cái không đáng chú ý sạp hàng bên trên cái này sạp hàng phi thường vắng vẻ mà lại chủ quán cũng lười dao dạc lười nhác động đậy lần thứ nhất du đảng, bạch vũ thật đúng là không có phát hiện cái này sạp hàng sạp hàng bên trên một bên bày biện các loại đồ sứ khí cụ bằng đồng còn mang theo bùn đất một bên khác chất đóng từng quyển từng quyển loạn thất bát tao thư tịch bạch vũ minh bạch lai lịch bất chính là có ý gì tám thành chủ sạp này là trọng mộ. Bạch Trì nói ra. Không không huynh đệ, ta liền mang ngươi đến cái này. Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ngay cả bản thiếu cũng mua không nổi, trước hết đi một bước. Bạch Vũ cũng lơ đỉnh, cùng Bạch Trì chắp tay cáo biệt. Vị này chủ quán, những sách vở này bán thế nào? Chủ quán là cái bác tự hồ lão nhân, lười biến nhìn Bạch Vũ một chút. Mình nhìn, chọn trúng hỏi lại. Bạch Vũ cũng lơ đỉnh, cầm lấy quyển sách đầu tiên, văn bản bên trên viết. Thiên địa vô cực mở hỗn độn âm dương bát quái trưởng. Chỉ là danh tự này liền cho Bạch Vũ giật nảy mình, thoảng qua lật ra xem xét, nội dung bên trong quả thực là trắm chó không kêu. Hiển nhiên là lừa gạt đồ đần đồ chơi, có thể lừa gạt một cái tính một cái. Bạch Vũ liên tiếp lật ra mấy quyển, phát hiện đều là chút hãm hại lừa gạt đồ chơi. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười lão bản, liền không có một điểm thật đồ vật sao? Bác tự hồ lão nhân không vui nói. Người trẻ tuổi nói mò gì, ta đây đều là trong cổ mộ xuất phẩm lão già, tối thiểu mấy ngàn năm lịch sử. Tỷ như trên tay ngươi quyển kia ba ngàn đại đạo vũ hóa phi thăng cấp, đây chính là thiên địa khai tịch lúc, bạch vũ tức giận đánh gãy lão nhân này. Được được được, ngài cái này sạp hàng bên trên, và nhất đồ vật hẳn là khối này bày quầy bán hàng bày. Hắn tiện tay lật một phen, đột nhiên giao diện thuộc tính bên trên sản sinh biến hóa ngũ linh quyền bản thiếu cùng ngũ hành quyền độ phù hợp 97% nhưng hợp thành bạch vũ trên mặt bất động thanh sắc lật xem quả nhiên đây là một bản ngũ linh quyền quyền phổ nhưng là chỉ có một nửa phía trước còn có không ít bỏ sót bác tự hồ lão nhân lại bắt đầu thổi phồng tiểu huynh đệ hảo nhãn lực trên tay ngươi bản này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ linh quyền đây chính là hoàng giai thượng phẩm công pháp tục truyền là năm ngàn năm trước ngũ linh chân quân sáng tạo có thể dùng võ nhập đạo phá toái hư không cứ như vậy đi ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn một ngụm giá tám vạn bạch vũ mặt sạm lại cả bộ ngũ linh quyền phổ mới năm mươi lượng cái này rách rưới bản thiếu liền dám mở miệng tám vạn hắn buông xuống liền đi lão đầu vội vàng gọi lại bạch vũ tiểu huynh để chớ đi a à? Rau giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, người tốt xấu còn cái giá a? À? Bạch Vũ thử thăm dò nói ra. Hai lượng, ngươi trả giá là chiếu vào cổ chân chặt a, à? thật là muốn mạng già, thành giao. Lão đầu cực nhanh đem ngũ linh quyền bản thiếu nhét vào Bạch Vũ trong ngực, tiện thể còn mang theo một bản ly quốc tiên hiệp diễm nghe lục, xem như thêm đầu, sợ Bạch Vũ đổi ý. Cái này ngũ linh quyền bản thiếu ngược lại là hàng thật, nhưng là không có bộ phận sau phía trước còn có thiếu thốn. Đây cơ hồ không có nửa điểm giá trị. Võ đạo thế nhưng là liên quan đến tính mệnh đại sự, một chiêu không đúng liền có thể tổn thương căn cơ, rách rưới bản thiếu, ai dám mù luyện. Bạch Vũ ra giá hai lượng, lão đầu rưng rưng kiếm lời một hai chín tiền. Trong đó một tiền tiền vốn, còn đến từ tại quyển kia thêm đầu. Lão đầu đắc ý vương tay. Tiểu huynh đệ, lạc tử vô hối, đưa tiền đi bạch vũ một mặt im lặng thảo lão gia hỏa ngươi âm ta lão đầu vội vàng nói cũng không thể nói như vậy rau giá trên trời rơi xuống đất trả tiền chính ngươi ra hai lượng hiện tại một tay giao tiền một tay giao hàng hàng cho ngươi ngươi cũng không thể chơi xấu không trả tiền đi ngươi muốn như vậy ta cần phải gọi đội chấp pháp bạch vũ một mặt nhức nhối lấy ra hai lượng bạc đưa bạc tay đều là run rẩy lão đầu thì là nắm lấy bạch vũ tay, tiểu hỏa tử, ngươi buông tay a, à, tiền tài chính là vật ngoài thân, đối với mấy cái này vật ngoài thân làm gì như thế quan tâm đâu. Cuối cùng, hắn nửa đoạt nửa cầm, phủ bạch vũ hai lượng bạc. Bạch vũ tức giận quay người rời đi, nhưng là đi qua mấy bước về sau, khóe miệng lệch ra lên một tia không dễ dàng phát giác độ công. Cái này ngũ linh quyền bản thiếu, đối với người khác tới nói vô dụng đối bạch vũ tới nói thế nhưng là bảo bối a à. giao diện thuộc tính nhắc nhở ngũ linh quyền nhưng bản thiếu có thể cùng ngũ hành quyền dung hợp cái này nhất định có tác dụng lớn bạch vũ giả bộ như tiền bạc sử dụng hết ủ rũ cúi đầu ra chợ đen nhưng là trên thực tế tâm tình của hắn kích động không thôi hận không thể lập tức trở về đến tiểu viện tử đem ngũ linh quyền bản thiếu học được nhưng là càng là kích động hắn liền càng nhẫn nhịn lại sao động tâm tư thân là trường sinh giả, mỗi lâm đại sự có tỉnh khí, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Bạch Vũ trong bóng đêm, bước nhanh hơn. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, phát giác được có người theo sau. Nghe động tỉnh này, vẫn là hai người. Bạch Vũ tự nhận là đã đủ điều thấp, không nghĩ tới vẫn là bị để mắt tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Chém dết đạo tặc, cẩu đạo thứ hai pháp tắc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bạch Vũ trực tiếp bó tay rồi. Hắn đã treo lên 12 phần cẩn thận, không dám có nửa điểm để lọc tài. Thậm chí ngay cả dưỡng tinh tán đều chỉ dám bán 10 bao, cũng liền ba lượng bạc giá cả. Kết quả vẫn là bị người để mắt tới. Hiện tại người đều như thế đói khác sao? Bạch Vũ liên tục đổi mấy đầu lộ tuyến, phát hiện hai người kia từ đầu đến cuối theo ở phía sau xác nhận bị để mắt tới không thể nghi ngờ, hắn bắt đầu chân phát phi nước đại. Sau lưng hai người kia cũng theo đuổi không bỏ. Hai người cũng là trợn tròn mắt, tiểu tử này làm sao như thế có thế chạy. Trong đó một cái người gầy phàn nàn nói. Tam ca, ta như thế đuổi tiếp đáng giá không? Liền ba lượng bạc, còn bị điêu lão đầu hố hai lượng, mua cuốn sách bại hoại. Bên cạnh hắn mập mập trầm giọng nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, truy chính là vạn nhất trên người hắn có đan phương chúng ta liền kiếm bộn rồi thiếu hắc lan ban đòi tiền cũng có thể trả sạch không phải đến lúc đó trái hai kia lão chột ép trả nợ chúng ta liền thật muốn gãy tay gãy chân nguyên lai hai người này là một đôi xú danh chiêu lấy đạo tặc một cái gọi mau tam một cái gọi cẩu tướng đều là nhất phẩm võ giả lúc đầu bọn hắn cũng là không đến mức bốc lên phong hiểm ngay cả một lượng bạc đều đi đoạt nhưng là vài ngày trước, bọn hắn tại sông bạc vận may không thuận, một cái kích động thiếu hắc lan ban vây nặng lãi. Vây nặng lãi cái đồ chơi này, đây chính là bóc lột đến tận xương tủy, trên lưng liền còn không rõ. Lúc này mới làm cho hai người bí quá hóa liều, nghĩ từ trên thân bạch vũ đạt được đan phương, một đợt trả hết nợ vây nặng lãi. Hai người nghĩ đến hắc lan ban thủ đoạn, không khỏi đồng thời rùng mình một cái, dưới chân cạn là tăng nhanh mấy phần. Mao Tam cho cậu tứ động viên. Lão tứ ngươi thoải mái tinh thần, ta thấy chuẩn không sai, tiểu tử này tám thành là cái sinh dư viên. Đi ra ngoài ngay cả gia hỏa đều không mang, hai anh em ta đưa tay liền có thể thu thập hắn. Bỗng nhiên, bọn hắn đã nhìn thấy trước mặt thân ảnh, hướng một cây đại thụ đằng sau vừa chui, không thấy tung tích. Mao Tam cậu tứ khẩn trương, không lo được nhiều lắm, riêng phần mình chọc lấy vũ khí đuổi sát quá khứ đến dưới đại thụ, mới phát hiện Bạch Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người đang muốn lục soát, đột nhiên phía trước một cái nhỏ đóng đất đằng sau, truyền đến một tiếng tảng đá lăn xuống thanh âm. Mao Tam cậu tứ liếc nhau, trong mắt tinh quang tăng vọt, hướng phía nhỏ đóng đất đằng sau nhào tới. Mao Tam tay cầm trường đao, cậu tứ trong tay chụp một cây chủy thủ. Đúng lúc này, trên đại thụ bay xuống một đạo hắc ảnh, chính là Bạch Vũ tay hắn nắm một thanh đao bổ củi, vung đao chém ngang. Đoạn hồn đao pháp, một đao chặt đầu. Đao quang lóe lên, mau tam đầu lâu cao cao dơ lên, máu tươi phun ra ngoài. Cậu tứ quá sợ hãi, hướng phía trước nhảy lên, sau đó quay người vung tay lên, vậy mà bắn ra mấy chui phi đao. Ba thanh phi đao thành phẩm hình chữ, thẳng đến bạch vũ đầu lâu cùng trước ngực. Bạch vũ nửa người trên về sau khẽ đảo, để qua ba thanh phi đao. Rung rung rung, ba thanh phi đao đều đính tại sau lưng trên đại thụ thừa dịp bạch vũ tránh né công pháp cậu tứ cầm trong tay chủy thủ chọc lấy bạch vũ đánh tới nhưng mà đúng vào lúc này nhỏ đóng đất sau đập ra một đầu chó đen từng thanh từng thanh cậu tứ ngã nhào xuống đất cậu tứ đang muốn hoàn thủ bạch vũ một bước gặp phải vung lên đao bổ củi trước chặt đứt cậu tứ cánh tay lại quét ngang trảm cậu tứ xương sọ tầm thường lăn xuống bạch vũ lại bổ hai đao xác nhận hai người này đều chết hẳn, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần thứ nhất chân chính sinh tử vật lộn, thật đúng là mẹ nó kích thích. Cũng may mắn Bạch Vũ sớm mưu đồ hồi lâu, làm xong ứng đối đạo phỉ chuẩn bị. Hắn tới thời điểm liền đã giảm tốt điểm. Đem đao bổ củi giấu ở trên đại thụ, lại để cho lão mặt tại mô đất đằng sau sớm mai phục. Lão mặt thực lực bây giờ, cũng có thể so với nhất phẩm luyện nhục đỉnh phong một người một chó phối hợp xuống, chém vết mau tam cẩu tứ vẫn là dễ dàng. Bạch Vũ đối lão mặt nói ra. Cẩu đạo thứ hai pháp tắc, giang hồ hiểm ác, vĩnh viễn muốn giả heo ăn thịt hổ. Cao minh cẩu đạo bên trong người, vĩnh viễn sẽ lưu lại mấy lòng bàn tay bài. Lão mặt bu lại, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mặc dù nó là thật chó, nhưng vẫn là cẩu bất quá Bạch Vũ. Lão mặt cái đuôi lắc nhanh chóng, cọ lấy Bạch Vũ đuôi thỉnh công. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt ve lão mặt đầu lâu. Tiểu Hắc tử, làm được thật tuyệt. Đây là Bạch Vũ cùng lão mặt ăn ý, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không cần tên thật. Bạch Vũ dùng tên giả Thái Khôn, lão mặt dùng tên giả Tiểu Hắc tử. Dạng này coi như bị người nghe thấy, cũng hoài nghi không đến bọn hắn trên đầu. Bạch Vũ bình phục lại tâm cảnh, cực nhanh tại trên thân hai người lục soát một lần kết quả hết thảy tìm tới một lượng bạc còn có mấy chục văn tiền bạch vũ không khỏi gắt một cái nghèo như vậy còn ra đến ăn cướp không biết đi kiếm tiền a à? thua thiệt lớn thua thiệt lớn bất quá cũng may màu tàm cương đao nhìn cũng không tệ lắm hẳn là mười luyện thép chế tạo tại trên chợ đen cũng phải bốn năm lượng bạc bạch vũ lại đem cẩu tứ chủy thủ cùng ba thanh phi đao gỡ xuống đều là mười luyện thép rèn đúc nhất là kia phi đao bên trên tôi tự sắc độc phấn cái này nếu như bị đâm trúng chỉ sợ lập tức liền chơi xong cuối cùng bạch vũ còn tại cẩu tứ trong ngực lục ra được một cái bình thuốc mở ra bình thuốc một cổ gây mũi mùi tanh truyền đến không cần phải nói đây nhất định là độc dược bạch vũ không khỏi âm thầm may mắn may mắn hắn chuẩn bị chu toàn lưu lại mấy lòng bàn tay bài nếu không không để ý có lẽ thật sự bị cậu tứ ám toán. Bạch Vũ quét dọn chiến trường, mang theo lão mặt phi tóc trời đi. Về tới Nghĩa Trang, hắn mới cẩn thận xem xét hôm nay thu hoạch. Bán dưỡng tinh tán kiếm lời ba lượng, trong đó hai lượng mua một bản ngũ linh quyền bản thiếu. Chém vết hai cái giặc cướp, thu hoạch một hai lẻ bốn mười ba văn. Còn có một thanh mười luyện cương đao, một cây chủy thủ, cùng ba thanh phi đao cuối cùng còn cộng thêm một bình kiến huyết phong hầu hạt đỉnh hồng độc dược đặt ở trên chợ đen những vật này không có mười lượng bạc bắt không được tới mười mấy lượng thu hoạch bạch vũ lại cũng không hài lòng hắn đối lão mặt nói lão mặt chúng ta là trường sinh giả trừ phi bị bất đắc dĩ không thể làm những này vật ngoài thân liều mạng tiền tài công pháp sớm muộn cũng sẽ có không đáng liều lĩnh tràn phiêu lưu này lão mặt gâu gâu ô bạch vũ sờ lên lão mặt đầu, bắt đầu đọc qua ngũ linh quyền bản thiếu. Phía trên vẽ lấy từng cái tiểu nhân, mô phỏng năm loại linh thú ra quyền. Khi hắn đem bản thiếu ghi vào não hải thời điểm, giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa. Công pháp Ngũ hành quyền, quen tay hay việc, ngũ linh quyền bản thiếu, chưa nhập môn. Độ phù hợp 97%, nhưng dung hợp. Dung hợp tốn hao. 100 sinh mệnh kinh nghiệm bạch vũ không nói hai lời hướng tán thế lục bên trong đầu nhập vào một trăm sinh mệnh kinh nghiệm lập tức trong đầu của hắn hiện ra từng cái bóng đen tiểu nhân những bóng đen kia tiểu nhân bắt đầu không ngừng diễn luyện võ công cuối cùng dung hợp ngũ hành quyền cùng ngũ linh quyền bản thiếu tạo thành một môn mới quyền pháp ngoại trừ lúc đầu năm thức đấu pháp nhiều bốn chiêu dưỡng sinh luyện pháp tứ tượng ngũ hành quyền hoàng gia trung phẩm bạch vũ vui vẻ ra mặt vậy mà thu được một môn hoàng giai trung phẩm công pháp. Coi như tại trên chợ đen, hoàng giai trung phẩm công pháp cũng muốn hai mươi mấy lượng bạc. Bạch Vũ bất quá bỏ ra chỉ là hai lượng, quả thực là kiếm bộn rồi. Mà lại, cái này tứ tượng ngũ hành quyền, còn kế thừa ngũ hành quyền độ thuần thục. Bạch Vũ nóng lòng không đợi được, tại chỗ liền diễn luyện một lần tứ tượng ngũ hành quyền. Kết quả làm hắn vui mừng không thôi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 20 Tam phẩm võ giả, thối bị cảnh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một lần tứ tượng ngũ hành quyền xuống tới, bạch vũ toàn thân phát nhiệt, lỗ chân lông thư giãn Tu luyện tứ tượng ngũ hành quyền, không những không tiêu hao khí huyết, trái lại còn có thể tăng thêm khí huyết Đây quả thực quá tuyệt vời Sau đó thời gian, bạch vũ bắt đầu tu luyện hành trình Buổi sáng lệ cũ an tán khách nhân, Tại hậu sơn tu luyện lăng hư bước cùng huyền quy liễm tức quyết. Buổi chiều tại trong tiểu viện luyện tứ tượng ngũ hành quyền cùng đoạn hồn đao. Mỗi ngày lấy được sinh mệnh kinh nghiệm đều thêm tại tứ tượng ngũ hành quyền bên trên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình thản mà phong phú. Ngày này, hắn tại trong tiểu viện luyện một lần tứ tượng ngũ hành quyền. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phản phất sôi trào, đỉnh đầu toát ra từng tia từng tia bạch khí. Ôi Bạch Vũ Thanh hát một tiếng, một quyền vung ra, đem một đoạn bát to thô gỗ chặn ngang đập gãy. Hai cánh tay của hắn bên trên, vậy mà nổi lên một tia sáng bóng trong suốt. Khí tráng như trâu, da thịt như ngọc. Tam phẩm thối bị cảnh. Đến tam phẩm võ giả về sau, liền muốn bắt đầu lấy khí huyết chi lực trèn luyện mạng da. Đem một bộ da da luyện được đau chặt không thấu. Làn da cũng sẽ trở nên trong suốt như ngọc, hoặc là tự như giấy vàng, hiện ra quan trạch. Đương toàn thân làn da đều rèn luyện hoàn tất, không có một chút gốc chết về sau, liền có thể tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo, khí huyết cảnh. Bạch Vũ thở vào một ngụm trọc khí, một phen điều tức về sau, bình phục tâm cảnh. Những ngày này chăm học khổ luyện, rốt cục có hiệu quả. Giao diện thuộc tính biến thành. Tính danh. Bạch Vũ. Tư chất. Nằm khí huyết. 108 lực lượng 85 tu vi Tam phẩm thối bị cảnh Công pháp Tứ tượng ngũ hành quyền, quen tay hay việc 831, 1000, võ kỹ Đoạn hồn đao, quen tay hay việc Huyền quy liễm khí quyết, quen tay hay việc Lăng hư bước, quen tay hay việc thần thông Trường sinh bất lão Cái khác kỹ năng Thổi kèn, dung hội quán thông, dưỡng tinh tán, sơ khuy môn kính, hiểu biết chữ nghĩa, quen tay hay việc, đi săn, quen tay hay việc, mạnh thì bách thảo kinh, sơ khuy môn kính. Bạch Vũ trong lòng thư sướng. Có câu nói là khổ nhàn kết hợp, những ngày này căng đến quá chặt, là thời điểm nên hảo hảo buông lỏng một chút. Hắn nhớ tới trước đó tại chợ đen, còn giống như đưa một bản ly quốc tiên hiệp diễm nghe lục tới. Bạch Vũ rửa mặt một phen, ngồi tại cửa sổ bắt đầu lật xem quyển sách này tác giả tên là bạch rùa thượng nhân giảng chính là ly quốc tu tiên giới các đại mỹ diễm tiên tử chuyện tình gió trăng cũng không biết như thế nào lưu truyền đến thế tục căn cứ phê phán tinh thần bạch vũ nhìn vài trang cuối cùng được ra kết luận quyển sách này nghệ thuật giá trị rất cao đúng lúc này bên ngoài sân nhỏ truyền đến chu thông thanh âm tiểu bạch đang làm gì đó bạch vũ mặc mo đỏ ửng Vội vàng đem tiên hiệp diễm nghe lục thu hồi, đổi thành mạnh tiên sinh viết tay xuân thu. Khụ khụ, kia cái gì, ta đọc xuân thu đâu? Chu Thông đẩy cửa tiến đến, nói ra: "Giữa ban ngày quan cái gì cửa a, còn có ngươi mặt vì cái gì hồng như vậy?" Bạch Vũ trả lời. Vừa luyện xong võ công, khí huyết dâng lên. Hắn lời nói xoay chuyển, vội vàng chuyển hướng chủ đề. "Thông ca đây là lại kiếp sau ý sao?" Chu Thông lắc đầu, nói ra. Là mãn tử tên kia, qua mấy ngày hắn muốn đi. Bạch Vũ ngạc nhiên nói. Em đẹp, làm sao muốn đi rồi? Chu Thông khoát tay áo. Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Mãn tử tên kia gặp vận may, cứu được một cái giang hồ đại hiệp, tự như là tên hòa thượng. Đại hiệp thu hắn làm đồ đệ, truyền hắn một thân võ công, muốn dẫn hắn xông sáo giang hồ. Ngươi cũng biết, Hắn vốn là đối cái gì giang hồ hào khách phi thường hướng tới, cái này không lập tức liền quyết định muốn đi theo sư phụ hắn đi sông sáo. Bạch Vũ không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Mãn Tử lại có loại cơ duyên này. Tại ven đường nhặt được thụ thương cao nhân, sau đó bái sư học nghệ, cái này thỏa thỏa nhân vật chính kịch bản a. Nói đến, Mãn Tử gia hỏa này ngoại trừ có chút mãn, tâm tư cũng không xấu. Ngoại trừ ban đầu muốn khi dễ Bạch Vũ, về sau mọi chuyện cướp làm hắn nếu thật là đi, thật là có điểm không nở. Bạch Vũ nói ra. Vậy dạng này là đến đưa tiễn hắn. Chu Thông cười nói. Cho nên nha, cửu thúc lên tiếng, đêm mai chúng ta cho mãn tử tiễn đưa. Ngay tại trong nghĩa trang, mỗi người mang hai cái đồ ăn, cả chút rượu là được. Bạch Vũ gật đầu nói. Được rồi, ta cái này đi chuẩn bị một chút. Ngày thứ hai, Bạch Vũ bên trên dương liễu đường phố mua con gà quay, dùng bao lá sen sau đó mang theo một vò trúc diệp thanh đến một con sông một bên bạch vũ nói lão mặc ta muốn ăn cá lão mặc hiểu ý nhào vào trong nước trải qua bịch phía dưới vậy mà nắm lên một con sau so cánh tay còn rất dài cá lớn sợ không phải có ba năm cân bạch vũ vui vẻ ra mặt được rồi nhìn ta bộc lộ tài năng trù nghệ làm một đạo tinh dầu sắc cá vào lúc ban đêm nghĩa trang năm người tề tụ một đường. Bạch Vũ bưng lên gà quay, còn có thơm ngào ngạt sắc cá. Chu Thông mang đến một bàn thịt kho tàu, nướng thịt dê. Lâm Cửu đạo trưởng mang chính là chân giò heo, mãn tử các bàn hoàng ngưu thịt. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là Trương lão đầu, hắn vậy mà mang theo một con nướng toàn chó. Đây đều là khó được món ngon. Đám người thấy chỉ nuốt nước miếng mang cho mãn tử chúc mừng vài câu tiền đồ vô lượng thuận buồm xuôi gió về sau bắt đầu một trận ăn như hổ đói qua ba lần rượu chu thông lôi kéo lâm cửu đạo trưởng xưng huynh gọi đệ mãn tử ông lão mặc hung hăng cho lão mặc nhét thịt bò phải cứ cùng lão mặc kết bái làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ trương lão đầu ngược lại là vẫn rất thanh tĩnh nhấp một miếng rượu chậm rãi phân biệt rõ mãn tử a à, ta nói ngươi là cần gì chứ? có nghĩa trang như thế một cái bát sắt, làm gì đi trên giang hồ ăn kia gian nan vất vả. Mãn tử ở rượu. Ta từ nhỏ, liền hướng tới giang hồ đại hiệp, cướp phú tế bần, trừ bạo an dân. Đụng phải sư phụ ta, đó chính là trên trời rơi xuống cơ duyên. Trương lão đầu đánh trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Ngươi hiểu cái câu tám, cái gì cướp phú tế bần, vậy cũng là nói nhảm, lăn lộn giang hồ liền không có người tốt đáng tiếc mãn tử đã nghe không vô, ông lão mặc hô đại ca. Một bên bạch vũ nói tiếp, trương bá, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta nghe nói, tỷ như kia thiết trưởng hoành giang cựu đại hiệp, đó chính là nổi tiếng hán tử. trương lão đầu hừ lạnh nói, ngươi hiểu cái câu tám, hắn những cái kia gia nghiệp làm sao tới? Còn không phải đoạt ra tới? người trong giang hồ không làm sản xuất, lấy tiền ở đâu ăn uống cá cược chơi gái? vung tiền như rác đơn giản một chữ đoạt hoặc là ăn cướp trắng trợn hoặc là ám đoạt đoạt một trăm lượng lại vẫy ra đi hai ba hai ra ngoài cài bộ dáng còn lưu cái thanh danh tốt cũng liền lừa gạt các ngươi một chút những này hầu sinh con non kiểu nói này bạch vũ ngược lại là có chút đến trương lão đầu nói đến cũng có mấy phần đạo lý những cái kia đại hiệp cả ngày luyện võ cũng không làm sản xuất dù sao cũng phải có người cung cấp nuôi dưỡng không phải bất quá hắn lại có mấy phần nghi hoặc hỏi kia tiêu cục đâu tỷ như danh xưng quyền trấn bắc quan mạc lão quyền sư hắn cẩn trọng áp tiêu luôn luôn người tốt đi trương lão đầu vẫn là một câu kia mạc lão yêu lũng đoạn bắc quan tiêu cục sinh ý lập nghiệp lúc giết nhiều ít người cái kia tiêu cục tòa nhà chính là đến từ một cái xui xẻo viên ngoại bạch vũ còn có mấy phần không phục nói ra chẳng lẽ lại trên giang hồ thật sự không có một cái nào đại hiệp rồi. Trương lão đầu cười lạnh nói. Thật muốn so đo, cũng có, lĩnh nam cửu văn long sử đại hiệp ngược lại là cái chân hán tử, bình sinh chưa làm qua chuyện xấu. Thế nhưng là cái này chân hán tử nhất là đồ con lợn không bằng. Cha hắn không chịu thua kém bạc triệu gia tài, mấy năm liền bị hắn trọng nghĩa khinh tài bại quan, rơi vào cái thê ly tử tán. Trương lão đầu cắn một cái thịt chó, tự hồ tự nhủ đi cái gì giang hồ a à? không bằng thành thành thật thật tự tại uống rượu ăn cơm tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả